Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 96. Không biết. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Sao người lại không biết? Hắc Phượng nói. Hắn không phải yêu thú trên đảo, mà là từ bên ngoài đến, mà hắn lại biến thành hình người, cho nên ta cũng không biết bản thể hắn là cái gì. Ngươi cùng hắn chiến qua. Dương Diệp nói. Hắc Phượng nhẹ gật đầu nói. Một núi không thể chứa hai cọp, hắn tới nơi này, ta tự nhiên muốn cùng hắn tranh tài một trận. Ngươi thua hắn hóa thành nhân hình. Dương Diệp lại hỏi. Hắc Phượng nhẹ gật đầu. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, phải biết, yêu thú khôi phục bản thể mới là mạnh nhất, mà yêu thú thần bí kia không cần khôi phục bản thể là có thể đánh bại Hắc Phượng. Thực lực này, cũng không phải cao hơn Hắc Phượng một chút, mà là cao hơn rất nhiều. Trầm mặc một hồi, Hắc Phượng đột nhiên nói. Đến rồi. Dương Diệp ngừng lại, nhìn xa xa, ở cách đó không xa, là một ngọn núi, núi không phải rất lớn, rộng mấy trăm trượng, dài không đến ngàn trượng. Ở chính giữa núi có một cửa động thật lớn, rộng chừng trăm trượng, dài mấy trăm trượng. Hắc Phượng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất đừng để hắn phát hiện, nếu như ngươi bị hắn phát hiện, hắn đuổi theo ngươi, ta cứu không được ngươi, tốc độ của ta không nhanh bằng hắn, hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng để cho hắn giết chết. Hắc Phượng hừ lạnh một tiếng nói. Đánh không lại hắn là thật, nhưng hắn muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, bằng không thì những năm này hắn cũng sẽ không tùy ý ta ở trên đảo này. Đến cấp bậc như chúng ta, thật muốn giết đối phương, đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Không nói nữa, chính ngươi cẩn thận một chút là được. Nói xong, Hắc Phượng đột nhiên bắn ra, nó mới xuất hiện, một cổ khí tức kinh khủng từ trong sơn động bừng lên, phát giác được cổ khí tức này, trong nội tâm Dương Diệp dùng mình, khí tức này rất mạnh. So với Hắc Phượng mạnh hơn rất nhiều. Theo khí tức tuôn ra, một nam tử hình thể cao lớn từ trong đó đi ra, hình thể của nam tử cực kỳ cao lớn, so với Dương Diệp cao hơn một mảng lớn, cũng cường tráng hơn một vòng, dùng hình thể Dương Diệp so sánh với hắn, giống như tiểu hài tử cùng đại nhân. Trên thân nam tử trần trụi, trên người che kín từng đường vân màu đỏ, ở trên mặt hắn, đặc biệt là trong hai mắt, tràn ngập lệ khí nồng đậm. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Hắc Phượng, sau đó nói. Cút, âm thanh như tiếng sấm, không gian xung quanh hắn và cự viên đều run lên kịch liệt. Thần sắc của Dương Diệp càng ngưng trọng. Hắc Phượng cũng không nói nhảm, trực tiếp oanh một quyền về phía trung niên. Trong mắt trung niên lệ khí càng đậm, cũng không có nói nhảm, thân hình khẽ động, vọt về phía Hắc Phượng. Hai đại yêu thú hư cấp đối chiến, hai cổ khí tức kinh khủng lan tràn ra, vô số yêu thú trên đảo lập tức sợ run. Nhìn hai yêu thú đại chiến, Dương Diệp cũng có chút hãi hùng khiếp vía, lực lượng cùng phòng ngự của Hắc Phượng đã rất khủng bố, nhưng trung niên này kinh khủng hơn, quyền như bôn lôi, Hắc Phượng hoàn toàn ở hạ phong. Nếu để cho hắn cùng với trung niên này giao thủ, chỉ sợ dù có U Linh Thuẫn, hắn cũng bị đánh tàn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lặng lẽ đi tới cửa động, bởi vì có kiếm vực ẩn nấp, tăng thêm trung niên lại bị Hắc Phượng lôi kéo. Bởi vậy hắn rất thuận lợi tiến vào trong động. Động rất lớn, coi như Hắc Phượng khôi phục bản thể cũng có thể sắp xếp, bất quá trong động lại đen kịt, một chút ánh sáng cũng không có, hơn nữa lộ ra vẻ âm hàn. Dương Diệp không dám tăng thêm tốc độ quá nhanh, nếu như làm ra động tĩnh gì, vậy thì không thú vị rồi. Động cũng không phải song song, mà là kéo dài xuống dưới, Dương Diệp một đường đi xuống, trong động không có ánh sáng, bởi vậy thích hợp ám chi pháp tắc của hắn. Thần sắc của Dương Diệp đề phòng, nơi này có chút quỷ dị, hắn không dám chủ quan. Động này lớn đến để cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đi không sai biệt lắm 15 phút rồi, vẫn không có đến cuối cùng, không chỉ không có đến cuối cùng, ngay cả một tia ánh sáng cũng không có. Dương Diệp nhìn không được tốc độ nhanh hơn. Ước chừng đi gần nửa canh giờ, ở phía trước xuất hiện một quang điểm màu trắng, nhìn thấy quang điểm, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, bước chân nhanh hơn. Đi một hồi, xa xa quang điểm càng lúc càng lớn, rất nhanh, Dương Diệp đi tới cuối đường, sau đó Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Ở phía dưới, là một cái ao do kim thạch không biết tên tạo thành, ao không lớn, dài rộng không đến trăm trượng. Ao lơ lửng giữa không trung, ở dưới ao có bốn cái ống trong suốt, ống dẫn chạm đất, có chất lỏng năng lượng từ trong ống xuất hiện, sau đó hội tụ về phía ao. Trừ ở dưới,
Trên ao cũng có một cái ống tinh thạch cực lớn, cái ống rất dài, Dương Diệp nhìn lướt qua, cái ống tinh thạch này hẳn là thông cả đại sơn. Giống như bốn cái ống phía dưới, trong ống thỉnh thoảng sẽ có năng lượng tinh túy rơi xuống. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trong ao, ở trong ao có năng lượng đủ mọi màu sắc, cực kỳ tinh túy, đã thực chất hóa. Không chỉ thực chất hóa, hơn nữa đã có chút biến dị. Ví dụ như đại địa chi lực, bình thường đều là màu vàng đất, mà đại địa chi lực ở trong đó đã biến thành màu vàng kim óng ánh. Hai tay Dương Diệp nhanh nắm lại, trong mắt có một tia hưng phấn, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn hấp thu những năng lượng tinh thuần này, vô cùng có khả năng để cho thân thể mình đột phá đến kỷ nguyên cảnh, dù không thể đột phá kỷ nguyên cảnh, khẳng định cũng sẽ để cho thân thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xông ra. Ánh mắt Tiểu Bạch đi lòng vòng, sau đó rơi vào cái ao, khi thấy cái ao kia, Tiểu Bạch giật mình, sau đó muốn bay qua, bất quá bị Dương Diệp ôm lấy. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó Tiểu Trảo dùng sức chỉ, vừa muốn tránh thoát tay Dương Diệp, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Hiện tại không được, Dương Diệp nói khẽ. Nghe vậy, Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó xoay người, đầu nhẹ nhàng cọ lấy lòng bàn tay Dương Diệp, thỉnh thoảng còn hôn một phát, Tiểu Trảo lại chỉ vào cái ao. Dương Diệp có chút buồn cười, hắn lắc đầu nói khẽ. Hiện tại không được. Nghe vậy, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, con mắt càng xuất hiện sương mù, phảng phất như sau một khắc sẽ đổ mưa. Nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy, trong nội tâm Dương Diệp yêu thương, vội vàng hôn Tiểu Bạch một cái nói. Hiện tại rất nguy hiểm, đợi không có nguy hiểm, chúng ta cùng một chỗ tắm, được không? Tiểu Bạch vội vàng vươn Tiểu Trảo, Dương Diệp cười cười, sau đó cầm chặt Tiểu Trảo nàng véo nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Ngươi trước ẩn núp đi, đợi an toàn, ta gọi người đi ra, được không? Dương Diệp nói. Tiểu Bạch gật đầu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái ao, duỗi ra đầu lưỡi liếm cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đầy vẻ không muốn, nàng lại quay đầu nhìn Dương Diệp một cái, Tiểu Trảo vung vẩy. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, cười nói. Ta sẽ nhớ kỹ, an toàn, nhất định gọi người. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, đầu nhẹ nhàng cọ sát cái mũi Dương Diệp, sau đó Tiểu Trảo lại huy vũ vài cái. Trong nội tâm Dương Diệp ấm áp nói. Ta sẽ cẩn thận, đừng lo lắng. Tiểu Bạch gật đầu một cái, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có trực tiếp lấy đi ao, mà không ngừng dò xét bốn phía. Sau khi xác nhận bốn phía không có cấm chế cùng nguy hiểm gì, thân hình hắn khẽ động, đi tới trên không ao. Nhìn trong hồ năng lượng tinh thuần, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, năng lượng trong ao bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Hắn cũng không có lấy ao đi, cái ao này ở đây, trận pháp bao quanh, trận pháp còn đó, cái ao này cuối cùng có một ngày sẽ bị nạp đầy. Nếu như ao bị lấy đi, trận pháp tự nhiên cũng bị phá hư. Tuy hắn ích kỷ, nhưng không thiếu đạo đức. Sau khi lấy đi hết, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi trở về. Tốc độ Dương Diệp nhanh hơn, rất nhanh, hắn đi ra cửa động, lúc này ngoài động, Hắc Phượng cùng trung niên nam tử kia còn đại chiến, nếu như không phải không gian trên kiếm thần đảo cực kỳ chắc chắn, chỉ sợ toàn bộ đảo đã bị bọn hắn đánh cho tàn phế. Bất quá, cái này cũng là bởi vì hai người không có liều mạng, bằng không thì đảo này chỉ sợ bị đánh chia năm xẻ bảy. Dương Diệp truyền tin tức cho Hắc Phượng. Sau đó lặng lẽ tiềm nhập trong rừng rậm, sau khi tiến vào rừng rậm, tốc độ Dương Diệp nhanh hơn. Mà lúc này, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Giống. Sau đó một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng toàn bộ kiếm thần đảo. Bị phát hiện rồi. Dương Diệp nhíu mày, không có chạy nữa, mà ẩn giấu đi. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, Hắc Phượng nguyên bản đã rời đi đột nhiên biến sắc, sau đó xoay người oanh ra một quyền. Oanh. Hai nắm đấm chạm vào nhau, Hắc Phượng bị chấn bay mấy trăm trượng. Giao ra đây. Trung niên nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn Hắc Phượng. Hắc Phượng nheo mắt nói. Giao cái gì? Ngươi khi nào học nhân loại vô sỉ như vậy rồi hả? Sắc mặt trung niên càng dữ tợn lên nói. Cuối cùng nói một lần, giao đồ đạc ra đây. Hắc Phượng chậm rãi nắm chặt nắm đấm nói. Không giao. Vậy ngươi đi chết đi. Trung niên nam tử nói xong, cả người mãnh liệt bắn ra. Rầm rầm rầm. Xa xa, truyền đến từng tiếng nổ lớn,
âm thanh như kinh lôi, chấn tâm thần người run rẩy dữ dội. Đã qua hồi lâu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, xa xa, Hắc Phượng đã khôi phục bản thể, thân hình tựa như một ngọn núi nhỏ, mà trung niên nam tử kia vẫn là hình người, nhưng hắn lại như trước đánh Hắc Phượng liên tiếp bại lui. Dương Diệp nhìn vô cùng rõ ràng, lúc này trong mắt trung niên nam tử ngoại trừ lệ khí nồng đậm, còn có sát ý. Trung niên nam tử không có lưu thủ, từng quyền đến thịt, Hắc Phượng khôi phục bản thể như trước bị đánh liên tiếp bại lui. Phía dưới, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, Hắc Phượng đã sắp bị thua. Hiện tại, bày ở trước mặt hắn có hai con đường, một là ly khai, hai là lưu lại đi giúp Hắc Phượng. Nếu như ly khai, dùng công phu ẩn nấp của hắn, chỉ cần không cố ý bạo lộ, đối phương căn bản tìm không thấy hắn. Mà nếu như đi giúp Hắc Phượng, hắn không thể dùng kiếm, dùng thực lực của trung niên, hắn vô cùng có khả năng cũng bị đánh cho tàn phế. Trốn! Đi hỗ trợ! Oanh! Lúc này, Hắc Phượng bị trung niên kia đánh bay ra ngoài. Nhìn thân thể Hắc Phượng đã rạn nứt, Dương Diệp nheo mắt nói. Lão Hắc, ngươi chịu đựng, ta đi tìm viện binh cho ngươi. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, Hắc Phượng bị trung niên đánh bay mấy trăm trượng, mặc dù chỉ là mấy trăm trượng, nhưng cái này đã cực kỳ khủng bố. Phải biết, lúc này hình thể của Hắc Phượng giống như một ngọn núi nhỏ a. Ở trên người Hắc Phượng, che kín từng đạo quyền ấn, rất nhiều địa phương đã rạn nứt ra. Thân sắc của Hắc Phượng dữ tợn lên, trong con người cực lớn hung quang thoáng hiện, sau một khắc, hắn oanh về phía trung niên một quyền. Khóe miệng trung niên hiện lên vẻ khinh thường, chân phải bước ra, cả người phóng lên trời, sau đó một quyền oanh lên nắm tay của Hắc Phượng. Nắm đấm của Hắc Phượng lớn hơn nắm đấm của trung niên gần trăm lần, nhưng... Bành! Một tiếng nổ vang, tay Hắc Phượng rụt trở về, lực lượng cường đại lần nữa chân hắn liên tiếp lui về phía sau. Lui tầm hơn 10 trượng, chân phải Hắc Phượng nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người lập tức ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn tay của mình, lúc này ngón tay của hắn đã vặn vẹo biến hình, không chỉ ngón tay, cả cánh tay cũng á rạn nứt ra, máu tươi không ngừng chảy xuống. Thân sắc của Hắc Phượng chìm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn trung niên. So với trước kia, người mạnh hơn. Trung niên đi về phía Hắc Phượng. Giao đồ đạc của ta ra, lưu ngươi một mạng, bằng không thì, hôm nay ta đánh ngươi thần hồn câu diệt. Hắc Phượng nhìn trung niên hồi lâu, sau một khắc, hắn gầm lên giận dữ, sau đó thả người nhảy lên, bay thẳng đến trung niên kia. Muốn chết! Nhìn thấy Hắc Phượng động thủ, trong mắt trung niên sát ý thoáng hiện, chân phải mạnh mẽ đạp mặt đất, cả người phóng lên trời, sau đó một quyền oanh về phía Hắc Phượng. Oanh! Nắm đấm của trung niên oanh lên bụng Hắc Phượng. Hắc Phượng lập tức phun ra một ngụm máu, bụng của hắn móp méo vào, mà lấy nắm đấm của trung niên làm trung tâm, chung quanh phần bụng hắn nhanh chóng rạn nứt, máu tươi tràn ra. Khóe miệng trung niên nổi lên nụ cười, đang muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên lăng không xuất hiện một quái vật khổng lồ, chứng kiến quái vật khổng lồ này, Hắc Phượng ngây ngẩn cả người. Vì ở trên quái vật khổng lồ là Dương Diệp. Hư Vân Hạp. Cái quái vật khổng lồ này dĩ nhiên là Hư Vân Hạp. Có thể trốn sao? Tự nhiên là không thể trốn. Dương Diệp không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ, nếu như hắn chuồn mất, Hắc Phượng cuối cùng nói không chừng sẽ khai hắn ra. Hắc Phượng biết rõ hắn là kiếm tu, một kiếm tu có thể dùng tu vi thánh giả cảnh đối kháng hư giả cảnh, đối phương muốn tìm được hắn, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Nếu như chỉ là một người, vậy thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là, hắn còn có kiếm minh. Còn nữa, cùng Hắc Phượng hợp tác. Hắn cùng với Hắc Phượng tầm đó coi như minh hữu tạm thời, vứt bỏ minh hữu, sau đó một người đào tẩu, loại chuyện này hắn làm không được. Bất quá hắn cũng biết, hắn không thể dùng kiếm, căn bản không giúp được Hắc Phượng cái gì, cho nên trước kia hắn chạy đi tìm Vân Bán Thanh. Vì cái gì tiếp Vân Bán Thanh? Bởi vì Vân Bán Thanh hiểu Hư Vân Hạm hơn hắn, sau khi lục lọi, Vân Bán Thanh cơ bản thăm dò được Hư Vân Hạm. Cứ như vậy, Hư Vân Hạm khởi động bay tới. Trên Hư Vân Hạm, Dương Diệp chỉ vào trung niên kia nói. Oanh cho ta. 5.000 viên tử tinh thạch. Trong phòng điều khiển, Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp phung tay, 1 vạn viên tử tinh thạch rơi vào 4 phía Hư Vân Hạm, tinh thạch vào chỗ, ụ súng trên đỉnh Hư Vân Hạm run lên kịch liệt, sau đó mạnh mẽ bắn ra một chùm tia sáng màu xanh ra trời, chùm tia sáng cực nhanh, lập tức oanh lên người trung niên kia. Oanh.
Một tiếng vang thật lớn, trung niên kia bị oanh bay ra ngoài. Tốt! Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì trung niên bay ra ngoài vậy mà mãnh liệt bắn về phía hắn. Oanh hắn! Dương Diệp vội vàng nhìn về phía Vân Bán Thanh hô. Dương Diệp nói xong, một chùm tia sáng màu xanh da trời kích xạ ra, chùm tia sáng màu xanh da trời cực nhanh, nhanh đến cực hạn, ngay cả Dương Diệp cũng chỉ có thể nhìn đến một quang điểm. Oanh! Chùm tia sáng màu xanh da trời oanh lên người trung niên, lúc này đây hắn không có bị oanh bay, bởi vì một quyền của đối phương oanh lên chùm tia sáng màu xanh da trời. Bị một quyền của trung niên oanh trúng, chùm tia sáng màu xanh da trời run lên kịch liệt, trực tiếp rạn nứt ra, nhưng lại không có biến mất. Trên hư vân hạp, Dương Diệp nheo mắt, hắn vội vàng nhìn về phía cự viên nói. Lão Hắc, đừng lo lắng a, đánh hắn. Hắc Phượng ngẩn người, sau đó nói. Quần ẩu, không tốt lắm đâu. Không tốt con em ngươi. Dương Diệp giận không thể nuốt. Ngươi đánh hay không, ngươi không đánh ta chạy trước. Ta đánh. Nghe Dương Diệp nói muốn chạy, Hắc Phượng không dám do dự, thân hình khẽ động, vọt về phía trung niên kia. Trung niên kia đang chống cự chùm tia sáng màu xanh da trời, thấy Hắc Phượng vọt tới, lập tức biến sắc, nắm đấm mạnh mẽ thu lại, sau đó tay trái oanh chùm tia sáng màu xanh da trời, tay phải thì oanh về phía Hắc Phượng. Oanh! Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chùm tia sáng màu xanh da bị một quyền nổ nát, mà Hắc Phượng thì bị chấn lui hơn 10 trượng. Nam tử không có đi truy Hắc Phượng, mà nhìn về phía Dương Diệp ở trên hư vân hạp. Nhân loại đáng chết, ta muốn đập nát xương cốt toàn thân ngươi, sau đó ăn sống ngươi. Trên hạp, Dương Diệp nheo mắt, tay phải vung lên, một vạn viên tử tinh thạch rơi vào trong những cây cột kia nói. Bán Thanh, oanh hắn cho ta, oanh chết hắn. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hắc Phượng nói. Lão Hắc, đánh hắn, đánh chết hắn cho ta. Oanh! Theo Dương Diệp nói xong, một chùm tia sáng màu xanh da trời kích bắn ra, xa xa. Trung niên nheo mắt, nếu như chỉ có chùm tia sáng, hắn cũng không sợ, nhưng hiện tại bên cạnh còn có một Hắc Phượng, không kịp nghĩ nhiều, hắn mạnh mẽ oanh chùm tia sáng màu xanh da trời một quyền, mà chùm tia sáng màu xanh da trời cũng không có vỡ nát, ngược lại đẩy lui hắn mấy trượng. Chùm tia sáng màu xanh da trời này rất mạnh, cho dù là hắn, cũng không thể một quyền nổ nát. Ngay thời điểm trung niên muốn ra quyền thứ hai, Hắc Phượng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó một quyền oanh tới. Cút! Trung niên gầm lên giận dữ, hai đấm đồng thời xuất kích, lần nữa chùm tia sáng màu xanh da trời nổ nát, Hắc Phượng cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng ngay một khắc này, Hát Hư Vân Hạm lại bộc phát ra một chùm tia sáng màu xanh da trời, tia sáng cực nhanh, lập tức oanh lên ngực của hắn. Bành! Trung niên bay ngược ra ngoài, Hắc Phượng tê dự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân hình khẽ động, vọt về phía trung niên kia. Dương Diệp tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tay phải vung lên, lại một vạn vi sên tử tinh thạch rơi vào vị trí, sau đó nói. Oanh hắn, oanh chết hắn. Theo Dương Diệp nói xong, lại một chùm tia sáng màu xanh da trời kích xạ ra. Ở dưới hư vân hạm cùng Hắc Phượng liên thủ, trung niên không ai bị nổi bị đánh liên tiếp bại lui, lúc này trung niên cơ hồ chỉ có thể phòng ngự, căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Bất quá lúc này trong lòng Dương Diệp lại nhỏ máu, bởi vì mỗi phóng ra một lần. Phải tiêu hao hết 5.000 viên tử tinh thạch. Đến bây giờ, hắn đã bỏ ra 3 vạn viên tử tinh thạch rồi. Tuy hắn rất giàu có, nhưng xài như vậy, vẫn sẽ rất đau lòng. Bất quá không có biện pháp, không có hư vân hạp, bọn hắn sẽ bị trung niên này treo lên đánh. Tuy trung niên đang ở hạ phong, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại càng ngưng trọng. Thực lực của Hắc Phượng hắn lĩnh giáo qua, một chút cũng không kém, tăng thêm hư vân hạp. Có thể nói trung niên này dùng một địch hai hư giả cảnh. Dùng một địch hai, nhưng lại chỉ rơi xuống hạ phong, thực lực này sao mà khủng bố. Như vậy sẽ không được. Dương Diệp chậm rãi nắm lại nắm đấm, mặc dù hắn có mười mấy vạn tử tinh thạch, nhưng nếu tiêu hao như vậy, qua không được bao lâu tử tinh thạch sẽ bị tiêu hao trống trơn. Một khi tử tinh thạch dùng hết, mà trung niên này lại còn chưa bại, như vậy thế cục sẽ lập tức nghịch chuyển. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp lấy ra 2 vạn viên tử tinh thạch bỏ vào cây cột, sau đó nói. Bán Thanh, người phối hợp chúng ta. Thanh âm rơi xuống, hắn thả người nhảy lên, bắn mạnh về phía trung niên. Tốc độ của hắn cực nhanh,
trong chớp mắt đi tới bên cạnh trung niên kia, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền oanh tới. Giới hạn. Lực lượng giới hạn. Dương Diệp biết rõ, dùng lực lượng nhục thể của hắn, nếu như không thi triển giới hạn, đánh vào trên người đối phương, chỉ sợ tổn thương chỉ là chính bản thân mình. Trung niên tự nhiên phát giác được Dương Diệp lao đến, hắn đang muốn ra tay, nhưng lúc này Hắc Phượng lại nhảy qua, cùng lúc đó, một chùm tia sáng màu xanh ra trời cũng oanh tới. Trung niên quyết đoán buông tha cho đi phòng ngự Dương Diệp, ở trong mắt hắn xem ra, bất kể là Hư Vân Hạm hay Hắc Phượng, đều mạnh hơn Dương Diệp, cho nên tự nhiên là trước phòng Hắc Phượng cùng chùm tia sáng màu xanh ra trời. Hai đấm của trung niên đột nhiên xuất kích, phân biệt oanh lên nắm tay của Hắc Phượng, còn có chùm tia sáng màu xanh ra trời. Mà lúc này, nắm đấm của Dương Diệp cũng oanh lên đầu của hắn. Bành! Bành! Hắc Phượng bị đánh bay, chùm tia sáng màu xanh ra trời bị đánh rách tả tơi, mà trung niên kia thì run lên kịch liệt, sau đó cả người bị đánh bay ra ngoài. Ngay lúc này, mau đánh hắn. Một bên, Dương Diệp gào thét. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chạy tới oanh mãnh liệt, Hư Vân Hạm lại bộc phát ra chùm tia sáng màu xanh ra trời. Một bên Hắc Phượng cũng không nhàn rỗi, thân hình khẽ động, vọt về phía trung niên. Bởi vì trung niên bị Dương Diệp oanh ở trên đầu, tuy Dương Diệp không thể một quyền giết đối phương, nhưng lúc này đầu của trung niên bị oanh choáng, bất quá khi Dương Diệp phóng tới hắn, hắn bản năng oanh tới Dương Diệp một quyền. Dương Diệp biến sắc, hắn cũng không dám cùng trung niên này đối oanh, vội vàng thu quyền, lui qua một bên, để cho chùm tia sáng màu xanh ra trời cùng Hắc Phượng vọt tới trước. Bành! Bành! Trung niên bị Hắc Phượng cùng chùm tia sáng màu xanh ra trời đánh bay, một bên, Dương Diệp vội vàng xông tới, sau đó nắm đấm điên cuồng rơi vào trên người trung niên. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Hắc Phượng tăng thêm Hư Vân Hạm đánh trung niên không sai biệt lắm 15 phút. Oanh! Đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể trung niên tuôn ra, sau khi cổ khí tức này xuất hiện, Dương Diệp cùng Hắc Phượng bị chấn đến lui mấy trăm trượng. Mà chùm tia sáng đến trước mặt trung niên càng bị oanh tán. Các ngươi, muốn chết. Trung niên nói xong, thân thể bắt đầu biến ảo. Muốn khôi phục bản thể. Dương Diệp cùng Hắc Phượng đều nheo mắt, rất nhanh, trung niên khôi phục bản thể. Dương Diệp cùng Hắc Phượng đều ngây người, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nói. Lão Hắc, người bọc hậu. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Con rết. Ở trước mặt Dương Diệp cùng Hắc Phượng, là một con rết cực kỳ khổng lồ, lớn đến bao nhiêu. Một chân của con rết lớn hơn gấp đôi cả người Dương Diệp, mà nó có gần vạn chân, theo như Dương Diệp đoán chừng, nó đứng thẳng lên, chỉ sợ tất cả mọi người trên đảo đều có thể chứng kiến. Nguyên bản hình thể Hắc Phượng cũng đã thật lớn, nhưng ở trước mặt con rết, giống như là tiểu hài tử. Trên người con rết che kín lân phiến trầm trọng màu đen như mực. Trên người nó... không ngừng tản ra một cỗ khí tức tà ác cùng âm hàn, cỗ khí tức này cho người cảm giác không thoải mái, ít nhất lúc này Dương Diệp rất không thoải mái, những khí tức kia phảng phất như có thể ăn mòn thân thể của hắn. Nếu có kiếm ý ngăn cản còn may, nhưng vấn đề là lúc này hắn không thể thi triển kiếm ý. Còn nữa, sau khi trung niên này khôi phục bản thể, khí tức so với trước kia mạnh hơn ít nhất mấy lần. Không do dự, Dương Diệp quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải bọn hắn bây giờ có thể đối kháng. Dương Diệp lên Hư Vân Hạm, Hư Vân Hạm bắt đầu chuyển động, mà lúc này, Hắc Phượng cũng xuất hiện ở trên Hư Vân Hạm, đương nhiên nó đã khôi phục trở thành hình thể bình thường. Ngươi! Dương Diệp nhìn về phía Hắc Phượng nói. Ngươi không phải nên bọc hậu sao? Hắc Phượng nhìn Dương Diệp một cái nói. Đi mau! Không cần Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh cũng đã điều khiển Hư Vân Hạm bỏ chạy. Lao về phía kiếm thần cung. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Vân Bán Thanh không hỏi vì cái gì, lập tức điều khiển Hư Vân Hạm bay về phía kiếm thần cung. Dương Diệp cùng Hắc Phượng nhìn về phía xa xa, con rết kia đang nhìn bọn hắn, song phương đối mặt mấy tức, sau một khắc, nó hóa thành một đạo hắc quang lao về phía đám người Dương Diệp. Hình thể con rết cực lớn, ở trên không trung tựa như một tòa đại sơn phi hành, vấn đề là tòa đại sơn này tốc độ một chút cũng không chậm. Uy áp. Tuy con rết không tận lực phát ra uy áp, nhưng nó lại cho người cảm giác áp bách trầm trọng, ít nhất lúc này Dương Diệp cảm giác khí tức cứng lại, sắp không thở nổi. Đây là yêu thú gì? Dương Diệp hỏi. Hắc Phượng trầm mặc một chút nói.
hẳn là thượng cổ hung thú Vạn Túc Công trong truyền thuyết, loại yêu thú này, sinh ra liền có ngàn chân, thiên phú dị bẩm, đặc biệt là Vạn Túc Công trưởng thành, có thể đạt tới vạn chân, có thể nói, ngay cả long tộc cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Chứng kiến những chân kia của nó không? Một khi bị hắn cuốn lấy, coi như là một thần long hư cấp cũng sẽ bị tê liệt. Còn có nọc độc, nếu bị độc của hắn dính vào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Dương Diệp giang tay ra nói. Làm sao bây giờ? Hắc Phượng lắc đầu nói. Không biết. Dương Diệp do dự một chút nói. Nếu không, chúng ta trả lại cho hắn. Mọi người nắm tay giảng hòa. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp một cái nói. Ngươi cảm thấy hắn có thể sẽ cùng chúng ta nắm tay giảng hòa sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Hắn có nhận kiếm thần ấn hay không? Hắc Phượng nói. Nhận thức cái quỷ, hắn căn bản không phải yêu thú bản thổ ở kiếm thần đảo, nhận thức cái gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Vạn Túc Công, hắn do dự nói. Nếu không chúng ta giảng hòa đi, ta đến thử xem. Nói xong, Dương Diệp đi đến đầu hải hạp, đang muốn nói chuyện. Lúc này Vạn Túc Công đột nhiên nói. Nhân loại đáng chết, ta muốn ăn sống ngươi. Ở trong mắt Vạn Túc Công, ngoại trừ lệ khí còn có nộ khí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị một nhân loại khi nhục, một màn trước kia với hắn mà nói, là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hắn lại bị một nhân loại đánh. Hiện tại, hắn đã không muốn những năng lượng tinh thuần kia. Hắn muốn là làm sao ăn sống Dương Diệp. Nghe Vạn Túc Công nói. Khóe miệng Dương Diệp co lại, hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hắc Phượng nói. Chúng ta vẫn là đến thương lượng làm sao giết chết hắn đi. Hắc Phượng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói. Ngươi là muốn dẫn hắn tới kiếm thần cung. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trốn chỗ nào, cho dù có thể thoát kiếm thần đảo, nhưng về sau thì sao? Chẳng lẽ chạy trốn tới tận thế thành, làm cho cả tận thế thành đối phó người này? Gia hỏa này đi tận thế thành, cho dù cuối cùng tận thế thành tăng thêm hắn, đại hắc còn có hư vân hạp, đánh chết Vạn Túc Công, nhưng sợ rằng tận thế thành cũng sẽ bị thằng này hủy diệt, về phần kiếm minh, chỉ sợ ít nhất phải chết hơn một nửa. Vạn Túc Công này hình thể lớn như thế, hắn căn bản không cần động thủ, trực tiếp nhào vào tận thế thành sẽ bị hắn đè dẹp. Không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn chiến. Mà muốn chiến... Trước hết phải hấp dẫn đối phương đến kiếm thần cung, bởi vì chỉ có ở đó, hắn có thể dùng kiếm, cũng chỉ có sử dụng kiếm, bên bọn hắn mới có cơ hội thắng. Rất nhanh, Hư Vân Hạm đi tới phế tích kiếm thần cung, sau khi đi vào chỗ sâu trong phế tích, ở dưới Dương Diệp ra hiệu, Hư Vân. Hạm ngừng lại, Dương Diệp phung tay, hai vạn viên tử tinh thạch rơi vào trong những cây cột. Hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Thời khắc mấu chốt cho hắn một phát. Hắn cũng muốn vô hạn phóng cự pháo, nhưng tử tinh thạch tổn thương không nổi a. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu nói. Cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hắc Phượng nói. Lão Hắc, cùng một chỗ chơi đùa hắn. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Chơi đùa hắn. Buồn cười, ngươi. Lúc này, Vạn Túc Công đột nhiên cười lạnh, đang muốn nói chuyện, một cột máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Sau một khắc, một đạo kiếm khí huyết sắc vạch phá chân trời kích xạ ra, oanh lên người Vạn Túc Công. Xuy, kiếm khí huyết sắc trực tiếp vạch ở trên người Vạn Túc Công một vết máu, tuy phá phòng thủ, nhưng miệng vết thương không sâu. Kiếm tu, trong con người tràn đầy lệ khí của Vạn Túc Công hiện lên một tia kinh ngạc nói. Nhân loại, ngươi là kiếm tu, lại dám tới nơi này. Dương Diệp không có trả lời Vạn Túc Công. Ánh mắt của hắn rơi vào vết thương trên người Vạn Túc Công, do dự một cái chớp mắt, sau một khắc, kiếm thần ấn hiện ra. Hắn đương nhiên không phải muốn tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, cái tư vị cắn trả kia, hắn đời này không muốn thử lại. Kiếm thần ấn ngoại trừ có thể làm cho kiếm ý của hắn tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, còn có thể tăng phúc kiếm ý cùng kiếm khí ít nhất gấp 3, bất quá Dương Diệp lại phát hiện, khi hắn thi triển kiếm thần ấn, huyền khí trong cơ thể đang trôi qua. Tốc độ trôi qua còn rất nhanh. Dương Diệp không dám lãng phí thời gian, lập tức nhìn về phía Hắc Phượng nói. Đi, giết chết hắn. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp hóa thành một tia máu bắn mạnh tới Vạn Túc Công. Hắc Phượng cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động, vọt về phía Vạn Túc Công. Thời điểm Dương Diệp cùng Hắc Phượng đều ly khai Hư Vân Hạp,
Vân Bán Thanh lập tức điều khiển hư vân hạm thối lui đến mấy ngàn trượng, Dương Diệp cùng Hắc Phượng còn có vạn thúc công đại chiến, phạm vi ảnh hưởng đến khẳng định rất rộng, nàng cũng không muốn hư vân hạm bị ảnh hưởng. Thối lui đến ngoài mấy ngàn trượng, Vân Bán Thanh lập tức điều khiển ụ súng của hư vân hạm khóa chặt vạn thúc công, hết sức chăm chú. Xa xa, sau khi kích phát kiếm thần ấn, kiếm khí cùng kiếm ý của Dương Diệp ít nhất mạnh gấp 3, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể dễ dàng mở ra phòng ngự của vạn thúc công. Bởi vì hình thể của vạn thúc công cực lớn, nên lúc này vạn thúc công chính là một cái bia ngắm sống, mỗi một kiếm của Dương Diệp cơ bản sẽ không thất bại. Hắn cũng muốn chuyên môn nhắm vào địa phương chí mạng của đối phương đánh, ví dụ như con mắt cùng yết hầu, nhưng vấn đề là người ta không cho a. Những địa phương chí mạng này, người ta bảo vệ rất tốt. Không đến một hồi, trên người vạn thúc công đã bị Dương Diệp chém trên trăm kiếm, kiếm kiếm phá phòng thủ. Cái này để cho vạn thúc công lập tức giận không thể nuốt, theo vạn thúc công hét giận dữ, hắn đột nhiên lập lên, sau đó vô số chân nhảy vọt về phía Dương Diệp. Cẩn thận, đừng cho hắn cuốn lấy. Một bên, Hắc Phượng vội vàng quát, nói xong hắn oanh tới vạn thúc công một quyền, nhưng rất nhanh, vô số chân nhảy vọt về phía hắn. Hắc Phượng biến sắc, không còn thời gian chú ý Dương Diệp. Một bên, nhìn thấy những cái chân kia bao phủ đến, Dương Diệp nhíu mày. Hắn cũng không muốn bị những vật này cuốn lấy, ngay cả Hắc Phượng cũng không dám để bị cuốn, nếu hắn bị quấn, đoán chừng trực tiếp chết rồi. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, lập tức vạn đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn vọt ra, rất nhanh, phía chân trời xuất hiện một kiếm trận, theo Dương Diệp điều khiển, vạn thanh kiếm không ngừng tung hoành, bởi vì có kiếm ý niết bàn cảnh cùng sát ý hư vô cảnh gia trì, còn có kiếm thần ấn phụ trợ, lúc này những kiếm kia của hắn có thể nói là cực kỳ lăng lệ ác liệt. Bất quá thần sắc của Dương Diệp lại chìm xuống, bởi vì những kiếm này của hắn không thể chặt đứt chân rết. Chỉ có thể chống cự. Thật mạnh. Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, tuy đều là hư giả cảnh, nhưng vạn thúc công mạnh hơn Hắc Phượng rất nhiều. Do dự một hồi, Dương Diệp tâm niệm điều khiển những thanh kiếm kia đối kháng vạn thúc công, sau đó người lui qua một bên, lúc này cổ sao xuất hiện ở trên tay hắn. Huyết kiếm vào vỏ, sau một khắc, Dương Diệp cầm kiếm mạnh mẽ nhổ ra. Ông, 200 đạo kiếm khí huyết sắc điệp ra lóe lên. Xuy xuy xuy, những nơi kiếm khí huyết sắc đi qua, chân rết lập tức bị cắt, qua trong giây lát, đạo kiếm khí huyết sắc này liền chặt đứt hơn 100 chân của vạn thúc công. Nhân loại, thần sắc của vạn thúc công đột nhiên dữ tợn lên, ở dưới hắn điều khiển, mấy ngàn chân điên rồi kích bắn về phía Dương Diệp, giờ khắc này, hắn hoàn toàn buông tha cho chống cự những thanh kiếm kia của Dương Diệp, mặc kệ những thanh kiếm kia của Dương Diệp bổ vào. Nhìn thấy mấy ngàn chân bao vây, Dương Diệp biến sắc, thân hình vội vàng thối lui, đồng thời, U Linh Thuẫn xuất hiện ở trước mặt, ngăn cản lấy những chân rết kia, kiếm của hắn cùng cổ sao cũng không có nhàn rỗi, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật một đạo đón lấy một đạo kích xạ ra, trong 10 tức, chân của Vạn Thúc Công đã bị chém rụng mấy trăm. Giống. Vạn Thúc Công đột nhiên phát ra một tiếng giống giận dữ, hắn vậy mà bỏ qua Hắc Phượng, tất cả chân rết toàn bộ bao phủ về phía Dương Diệp. Những chân rết này tốc độ cực nhanh, lập tức bao vây Dương Diệp lại, sau đó tầng tầng co rút. Xa xa, Hắc Phượng nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn như kinh lôi nổ vang. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của cự viên, mấy ngàn chân rết bao vây lấy Dương Diệp đột nhiên run rẩy. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng bắn về phía vạn thúc công. Rầm 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 oanh! Cổ lực lượng kia giống như nước sông vỡ đê, những nơi đi qua, chân rết đều bị nghiền áp nát bấy, cuối cùng, cỗ lực lượng này trực tiếp oanh lên người vạn thúc công. Oanh! Lại một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể cao lớn của vạn thúc công bị oanh bay mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Hắc Phượng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt khiếp sợ biến thành kinh hãi, còn có một tia nghi hoặc. Đây là lực lượng gì? Thật không ngờ cường đại như vậy. Kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, sắc mặt hắn hơi trắng, thi triển kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn, làm cho hắn thiếu chút nữa hư thoát. Trước kia tình huống không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết, nếu như bị những chân rết kia cuốn lấy, hắn tuyệt đối không có khả năng sống. Không do dự, hắn quyết đoán thi triển ra kiếm ý giới hạn. Lần thứ nhất thi triển kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm không yên, bởi vì vạn nhất phạm sai lầm. Vậy thì thật sự là chết rồi. Cũng may rất thuận lợi,
mà kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn này uy lực cũng không có để cho hắn thất vọng. Không chỉ hủy diệt những trường túc kia, càng làm vạn túc công bị thương nặng. Lúc này ở trước ngực vạn túc công, có một miệng vết thương lớn gần trăm trượng, chung quanh miệng vết thương, toàn bộ huyết nhục mơ hồ, về phần chút ít trường túc của nó, càng bị cắt đứt mấy ngàn chân, có thể nói, lúc này vạn túc công có chút thê thảm. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Hắc Phượng nói. Còn nhìn cái gì, chơi hắn. Thanh âm rơi xuống, tay Dương Diệp khẽ động, mang theo một mảnh tia máu vọt về phía vạn túc công. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Dương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắc Phượng ngẩn người, sau đó chân phải nhẹ nhàng đập mạnh hư không, cả người bắn ra, giống như một tòa đại sơn đụng tới vạn túc công. Xa xa Vân Bán Thanh điều khiển hư vân hạm cũng không có nhàn rỗi, thao túng hư vân hạm phóng ra hai chùm tia sáng màu xanh ra trời. Rầm rầm rầm, vạn túc công bị Dương Diệp làm bị thương, còn chưa phục hồi tinh thần lại, ba người Dương Diệp đã phát động công kích, lập tức bị đánh cho choáng váng, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Dương Diệp cùng Hắc Phượng tự nhiên là càng đánh càng dũng cảm, kiếm khí cùng nắm đấm không ngừng oanh lên người vạn túc công, không đến một hồi, vạn túc công đã mình đầy thương tích. Đặc biệt là kiếm khí của Dương Diệp, đã có kiếm thần ấn tăng phúc, kiếm khí của hắn vô cùng cường đại, mỗi một kiếm đều có thể xâm nhập thân thể vạn túc công, tạo thành tổn thương trình độ nhất định. Nắm đấm của Hắc Phượng cũng rất mạnh, mỗi một quyền oanh lên người vạn túc công, sẽ để lại quyền ấn thật sâu ở trên người vạn túc công. Có thể nói, lúc này vạn túc công hoàn toàn bị Dương Diệp, Hắc Phượng cùng với hư vân hạm áp chế, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Vạn túc công liên tiếp bại lui, trên người tổn thương ngày càng nhiều, Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn, nắm kiếm không ngừng cắt lấy vạn túc công. Đang đánh hăng, Hắc Phượng đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp, ngăn trở Dương Diệp tiếp tục tiến công. Dương Diệp có chút cả giận nói. Làm cái gì? Hắc Phượng nói. Ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta ở nơi nào. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nhìn lướt qua, sau khi thấy rõ tràng cảnh chung quanh, hắn chảy mồ hôi lạnh, bởi vì lúc này bọn hắn đã ra phạm vi phế tích kiếm thần cung, nói cách khác, ở chỗ này không thể dùng kiếm. Nếu như không phải Hắc Phượng nhắc nhở, chỉ sợ hắn đã trêu chọc cường giả thần bí kia. Dương Diệp có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua vạn túc công, nếu như tiếp tục đánh tiếp, hắn có nắm chắc rất lớn đánh cho thằng này tàn phế. Tuy hiện tại đối phương cũng đã có chút tàn, nhưng rõ ràng còn có chiến lực. Dương Diệp lắc đầu, nhìn về phía vạn túc công, lúc này vạn túc công lại khôi phục trở thành hình người, nửa người trên của hắn hiện đầy vết kiếm cùng quyền ấn, đặc biệt là trên mặt, vết kiếm giao thoa, dữ tợn đến cực điểm. Ánh mắt của hắn cũng đang nhìn Dương Diệp, trong mắt dữ tợn. Nhìn cái gì? Trường kiếm trong tay Dương Diệp trực chỉ vạn túc công nói. Không phục ngươi tới, chúng ta lại đánh. Ba đánh một sao. Vạn túc công hung dữ nói. Nhân loại, có bản lĩnh, ta và ngươi sâu lâu. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Dương Diệp cả giận nói. Ngươi nhìn ta là cái cảnh giới gì? Ta mới thánh giả cảnh, ngươi một yêu thú hư cấp, lại muốn tìm một thánh giả cảnh sâu lâu, mặt đâu? Ngươi! Sắc mặt vạn túc công khó xem tới cực điểm, Dương Diệp nói, ở hắn nghe tới ý tứ là, ta một thánh giả cảnh đánh ngươi thành như vậy, mặt ngươi đâu? Nghĩ vậy, vạn túc công nhìn không được nữa, thân hình khẽ động, bắn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng Hắc Phượng vui vẻ, thời điểm vạn túc công tiến vào phế tích, Dương Diệp cùng Hắc Phượng lập tức xuất thủ. Vân Bán Thanh cũng không có buông tha cơ hội này, thúc giục hư vân hạm phóng ra ánh sáng màu xanh ra trời. Rầm rầm rầm, ước chừng qua 15 phút, Dương Diệp cùng Hắc Phượng đột nhiên ngừng lại, bởi vì vạn túc công thối lui đến bên ngoài phế tích. Lúc này, trên người vạn túc công lại thêm ra rất nhiều vết kiếm cùng quyền ấn, ở khóe miệng của hắn, càng có thêm một vết máu màu đỏ tươi. Ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng Dương Diệp, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, lúc này chỉ sợ Dương Diệp đã chết mấy trăm lần rồi. Dương Diệp vung kiếm trong tay nói. Ngươi tới. Vạn túc công lau máu tươi ở khóe miệng nói. Sao ngươi không đi ra? Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Ngươi có bản lĩnh thì vào xem. Ngươi có bản lĩnh thì đi ra. Vạn túc công nói. Dương Diệp. Thần sắc của Hắc Phượng cũng cổ quái lên. Trong chàng rằng co hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nhún vai nói. Ngươi đã không muốn vào, ta lại không đi ra ngoài, chúng ta tới nói chuyện đi. Nói chuyện. Vạn túc công hung dữ nói.
Có cái gì để nói chuyện? Nhân loại, ngươi cùng Hắc Phượng liên thủ trộm bảo vật của ta, ngươi. Đợi một chút. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Vạn Túc Công nói. Ngươi nói bảo vật này là của ngươi. Chẳng lẽ là của ngươi? Vạn Túc Công cả giận nói. Dương Diệp nhìn về phía Hắc Phượng, Hắc Phượng rất phối hợp nói. Vạn Túc Công, tu linh chỉ này chính là của Kiếm Thần Cung, những linh khí tinh thuần kia, hẳn là thuộc về Kiếm Thần Cung, không phải sao? Kiếm Thần Cung đã vong, những năng lượng tinh thuần này bị ta chiếm được, dĩ nhiên là thuộc về ta. Vạn Túc Công nói. Ai nói với ngươi Kiếm Thần Cung vong rồi hả? Dương Diệp nói xong, Kiếm Thần Ấn hiện ra. Thấy không, ta đã kế thừa Kiếm Thần Ấn. Hiện tại ta là Kiếm Thần Cung cung chủ, tất cả đồ vật của Kiếm Thần Cung đều là của ta, những năng lượng tinh thuần kia cũng là của ta. Ngươi chiếm lấy đồ đạc của ta nhiều năm như vậy, ta không có tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại tốt, còn muốn tới tìm ta tính sổ, ngươi mới là vô sỉ. Đánh giám. Vạn Túc Công cả giận nói. Nhân loại, ngươi cực kỳ vô sỉ, thiên hạ bảo vật, cường giả chiếm hữu, nếu đồ đạc bị ta được, cái kia chính là của ta. Dương Diệp nói. Theo như ngươi nói, vậy hiện tại nó bị ta chiếm được, cái kia chính là của ta, đúng không? Ngươi! Vạn Túc Công tức đến sắc mặt phát tím, nhiều lần muốn động thủ, nhưng hắn nhịn được. Dương Diệp tăng thêm Hắc Phượng, còn có Hư Vân Hạp, hoàn toàn có thể treo hắn lên đánh. Thật lâu, Vạn Túc Công cười lạnh một tiếng nói. Nhân loại, có bản lĩnh ngươi cả đời đừng ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vạn Túc Công, sau đó cùng Hắc Phượng về tới Hư Vân Hạp. Làm sao bây giờ? Hắc Phượng nói. Dương Diệp nhìn về phía Hắc Phượng nói. Đúng rồi, người muốn những năng lượng tinh thuần kia làm cái gì? Chữa thương. Hắc Phượng nói. Người bị thương. Dương Diệp kinh ngạc nói. Hắn vượn nhẹ gật đầu nói. Đã từng ăn qua một linh vật, tuy nó giúp ta tăng lên tới hư cấp, nhưng trong trái cây có độc tố, những độc tố kia lưu ở trong cơ thể ta, từng điểm ăn mòn ta. Cái này để cho thực lực của ta không chỉ giảm bớt nhiều, càng có nguy hiểm tánh mạng, bởi vì một khi những độc tố này khuếch trương đến ngũ tạng, là thời điểm ta vẫn lạc. Những năng lượng tinh thuần kia có thể trừ độc. Dương Diệp hỏi. Hắc Phượng khẽ lắc đầu nói. Không biết, bất quá đây là cơ hội duy nhất của ta. Dương Diệp trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Có lẽ ta có thể giúp ngươi, bất quá phải xem ngươi có tin ta hay không rồi. Có ý tứ gì? Hắc Phượng hỏi. Dương Diệp nói. Huyền khí của ta có chút đặc thù, có lẽ có thể giúp ngươi diệt những độc tố kia, bất quá điều này đại biểu huyền khí của ta phải đi vào trong cơ thể ngươi. Hắc Phượng đã minh bạch, huyền khí tiến vào trong cơ thể hắn, nếu như Dương Diệp có lòng xấu xa, hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Trầm mặc hồi lâu, Hắc Phượng nói. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Chín thành. Dương Diệp nói. Cho tới bây giờ. Hắn còn chưa thấy qua có gì mà hồng mông tử khí không thể giải quyết. Khóe mắt Hắc Phượng hơi nhảy nói. Thật. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trầm mặc hồi lâu, Hắc Phượng nói. Đến đây đi. Dương Diệp cũng không nói nhảm, thò tay đặt ở trên bụng Hắc Phượng, hồng mông tử khí chậm rãi tràn ra, cuối cùng chui vào trong cơ thể Hắc Phượng. Khi hồng mông tử khí tiến vào trong cơ thể Hắc Phượng, thân thể Hắc Phượng lập tức chấn động, trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý Hắc Phượng, tiếp tục thao túng tử khí lao về phía độc tố. Xa xa, Vạn Túc Công nhíu mày, hiển nhiên hắn đã nhìn ra, Dương Diệp đang giúp Hắc Phượng chữa thương. Xuất thủ, hay không ra tay? Do dự một cái chớp mắt, Vạn Túc Công chuẩn bị xuất thủ, nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó khóe miệng hơi nhấc lên, nổi lên dáng tươi cười, nụ cười kia giống như đang nói, ngươi mau tới. Vạn Túc Công lập tức ngừng lại, hắn bắt đầu có chút do dự. Mà lúc này, Dương Diệp lại thu tay về. Hô! Hắc Phượng thở ra một hơi, sau đó toàn thân chấn động, hai mắt khép hờ, cảm thụ trong cơ thể, qua hồi lâu, ánh mắt hắn mở ra, trong mắt có một tia hưng phấn cùng kích động. Độc tố toàn bộ không còn, nhân loại, ta thiếu ngươi một nhân tình. Nói xong, bàn tay hắn mạnh mẽ vỗ bả vai Dương Diệp, bị Hắc Phượng vỗ, Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy Dương Diệp bị mình đập bay, Hắc Phượng ngẩn người, sau đó sắc mặt có chút xấu hổ. Xa xa, Dương Diệp đứng lên, nhìn Hắc Phượng, mặt mũi hắn tràn đầy hắc tuyến, lúc này bờ vai của hắn còn nhức mỏi, nếu như không phải thân thể hắn cường hãn,
cái vô này, đoán chừng sẽ đập nát bả vai. Hắn, bởi vì lúc này Hắc Phượng rõ ràng cho thấy kích động quá mức rồi, cái vỗ này, căn bản không có khống chế lực lượng của mình. Ngươi, thân thể người không tệ. Hắc Phượng ngượng ngập cười cười nói. Sắc mặt Dương Diệp càng đen. Không có ở vấn đề này lãng phí thời gian, Dương Diệp nhìn thoáng qua Vạn Thúc Công nói. Hiện tại hắn trọng thương, bây giờ người thương thế khôi phục, có thể ngăn chặn hắn không? Ta muốn hấp thu những năng lượng tinh thuần kia tăng thực lực lên. Bằng không thì, như vậy xuống dưới không phải một biện pháp. Vạn Túc Công nói rõ là sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn muốn rời khỏi, chỉ có một biện pháp, chính là chiến thắng đối phương. Mà muốn chiến thắng đối phương, vậy cũng chỉ có tăng thực lực lên. Chiến thắng hắn chỉ sợ không được, nhưng ngăn chặn hắn vẫn có thể. Bất quá ngươi phải nhanh lên. Hắc Phượng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tự nhiên, Hắc Phượng không nói chuyện, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía Vạn Túc Công. Nhìn thấy Hắc Phượng vọt ra, trong mắt Vạn Túc Công hung quang thoáng hiện, cũng không nói nhảm, một quyền oanh tới. Rầm rầm rầm. Xa xa, lập tức truyền đến thanh âm Vạn Túc Công cùng Hắc Phượng đánh nhau. Bởi vì Vạn Túc Công bị trọng thương, mà Hắc Phượng lúc này thương thế khôi phục, bởi vậy Hắc Phượng không có bị áp chế, mà cùng Vạn Túc Công chiến lực lượng ngang nhau. Đánh lâu dài. Hiện tại xem ai càng bền bỉ rồi. Thân thể kỷ nguyên cảnh. Thấy Hắc Phượng cùng Vạn Túc Công chiến lực lượng ngang nhau, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi vào phòng điều khiển. Phòng điều khiển rất lớn, ở trong phòng điều khiển, còn có một phòng nghỉ. Đi về phía Dương Diệp phòng nghỉ, đột nhiên hắn ngừng lại, nhìn về phía Vân Bán Thanh điều khiển hư vân hạp, sau đó tay phải vung lên, hai vạn viên tử tinh thạch rơi vào trước mặt Vân Bán Thanh nói. Tiết kiệm một chút, ta sắp phá sản rồi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu nói. Vạn nhất hắn ngăn không nổi thì làm sao bây giờ? Tự nhiên là chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dương Diệp nói xong, trực tiếp đi vào phòng nghỉ. Chạy. Vân Bán Thanh ngẩn người, sau đó khóe miệng nổi lên vui vẻ, nói khẽ. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, thật sự là thú vị. Trong phòng, Dương Diệp sử dụng kiếm hợp thành một cái ao, sau đó lấy tất năng lượng tinh thuần đổ vào trong đó. Làm xong hết thảy, hắn vỗ vỗ trước ngực, Tiểu Bạch lập tức xông ra. Tiểu Bạch vừa ra, con mắt đã rơi vào trong kiếm trì, nước miếng chảy dài. Sau đó nàng há mồm muốn hút, bất quá bị Dương Diệp vội vàng bịt miệng lại. Dương Diệp nào dám để cho nàng hút, nàng khẽ hấp, đoán chừng toàn bộ sẽ bị hút sạch. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, ôn nhu nói. Không thể hút, chúng ta lấy ra tắm rửa, được không? Tiểu Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó gật đầu, đối với Dương Diệp, nàng cơ hồ là nói gì nghe nấy. Dương Diệp cười cười, sau đó bắt đầu cởi quần áo, sau khi Dương Diệp cởi sạch quần áo, mặt Tiểu Bạch thoáng đỏ lên, sau đó hai cái tiểu chảo che mắt của mình. Nhìn Tiểu Bạch thẹn thùng, Dương Diệp cười ha ha, sau đó ôm Tiểu Bạch nhảy vào trong kiếm trì, tiến vào kiếm trì, Tiểu Bạch lập tức hưng phấn lên, nàng cũng chẳng quan tâm thẹn thùng, trực tiếp ở trong kiếm trì lăn qua lăn lại. Mà Dương Diệp phát hiện, sau khi Tiểu Bạch tiến vào kiếm trì, những năng lượng trong kiếm trì tựa hồ rất ưa thích Tiểu Bạch, nhao nhao lao về phía nàng, cái này để cho Tiểu Bạch càng cao hứng. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn Tiểu Bạch nói. Ta muốn tu luyện, tạm thời không thể quấy nhiễu ta, hiểu chưa? Tiểu Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó gật đầu nhỏ. Dương Diệp ôm nàng hôn một cái, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Hai mắt nhắm lại. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, sau đó vận chuyển vòng xoáy nhỏ, rất nhanh, những năng lượng tinh thuần kia hội tụ đến, cuối cùng chui vào trong cơ thể hắn, bất quá không có bị vòng xoáy nhỏ hút đi, mà toàn bộ chảy tới các nơi trong cơ thể, cuối cùng những năng lượng tinh thuần này chui vào kinh mạch, cốt cách cùng với làn da. Dung làm một thể. Những năng lượng tinh thuần này cùng cả người hắn dung làm một thể, sau đó cải biến thân thể của hắn. Cùng lúc đó, khí tức của Dương Diệp dần dần trở nên mạnh mẽ. Thời gian từng chút trôi qua, năng lượng tinh thuần trong kiếm chỉ không ngừng ít đi. Một ngày sau, trong phòng điều khiển, Vân Bán Thanh đang điều khiển hư vân hạm phóng ra một chùm tia sáng màu xanh ra trời, thần sắc ngưng trọng lên, bởi vì trải qua một ngày chiến đấu, Hắc Phượng dần dần ở vào hạ phong rồi. Vân Bán Thanh quay đầu nhìn thoáng qua phòng nghỉ, bên trong vẫn không có động tĩnh. Lắc đầu,
Nàng quay đầu nhìn về phía Hắc Phượng cùng Vạn Thúc Công, lúc này nàng phải thời khắc chú ý, bởi vì có nàng kiềm chế, áp lực của Hắc Phượng sẽ giảm nhiều, bằng không thì, Hắc Phượng bị thua tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ở trong kiếm trì, năng lượng tinh thuần trong kiếm trì càng ngày càng ít, mà làn da trên người Dương Diệp cũng đã xảy ra một ít biến hóa, lúc này da của hắn ẩn ẩn lộ ra một tia sáng bóng, giống như kim thiết nào đó, bất quá cũng không rõ ràng. Mà khí tức của hắn so với một ngày trước thì cường đại hơn rất nhiều. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch không ngừng đánh giá Dương Diệp, chứng kiến Dương Diệp hấp thu những năng lượng kia tựa hồ rất thoải mái, nàng trừng mắt nhìn, sau đó há mồm, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi thổi, lập tức, năng lượng tinh thuần trong hồ điên cuồng lao về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, một cỗ linh khí tinh thuần cũng từ trong miệng nàng bay lên, cuối cùng bao vây Dương Diệp lại. Nàng tựa hồ cảm giác chơi rất vui, mỗi qua một lát sẽ phun ra một cỗ linh khí tinh thuần bao vây Dương Diệp lại. Khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Bên ngoài hư vân hạm, thần sắc của Vân Bán Thanh càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì lúc này Vạn Túc Công đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Hắc Phượng bị áp chế rồi. Oanh! Xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, Hắc Phượng bị Vạn Túc Công đánh bay ra ngoài, bay trọn vẹn mấy trăm trượng hắn mới dừng lại. Lúc này, Vạn Túc Công cũng không có xuất thủ, mà mở miệng nói. Hắc Phượng, ta và ngươi đều là yêu tộc, ngươi cần gì phải vì một nhân loại cùng ta là địch? Hắc Phượng thò tay lau máu tươi ở khóe miệng nói. Chỉ cần ngươi rời đi, ta không cùng ngươi là địch. Rời đi. Thần sắc của Vạn Túc Công lập tức dữ tợn lên. Ngươi là nói đùa sao? Hắc Phượng, ta không muốn cùng ngươi Ngọc Thạch Câu Phần, bởi vì như vậy đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng cái này không có nghĩa là ta sợ ngươi. Cho dù hiện tại ta bị thương, thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ hơn một tí, nhưng nếu thật liều mạng, chết tuyệt đối là ngươi. Hắc Phượng lạnh lùng nói. Ta cũng sẽ đánh cho ngươi tàn phế. Vạn Túc Công nhìn Hắc Phượng hồi lâu nói. Vì một nhân loại mà cùng ta dốc sức liều mạng, đáng giá sao? Hắc Phượng nói. Trước đó, ta giống như ngươi, hận không thể giết hắn đi. Nhưng trước kia ta cùng ngươi giao thủ, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu, nhưng hắn không làm, mà trở lại giúp ta. Một nhân loại có thể làm được ở lúc nguy hiểm không vứt bỏ đồng bọn của mình, chẳng lẽ Hắc Phượng ta còn không bằng nhân loại sao? Kỳ thật ở thời điểm Dương Diệp không đào tẩu, mà đi giúp hắn, trong lòng của hắn đối với Dương Diệp ấn tượng đã cải biến. Ít nhất ở trong mắt hắn xem ra, tên nhân loại này tuy vô sỉ chút, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Mà trước kia Dương Diệp lại chữa tốt thương thế của hắn, có thể nói, hắn là chân chính nhận đồng Dương Diệp. Vạn Túc Công nhìn Hắc Phượng nửa ngày, sau đó nói. Vậy chúng ta không cần nói nhiều nữa rồi. Thanh âm rơi xuống. Vạn Túc Công biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Hắc Phượng, Hắc Phượng không dám khinh thường, gầm lên giận dữ, sau đó mạnh mẽ oanh tới Vạn Túc Công một quyền. Vạn Túc Công không cam lòng yếu thế, đồng dạng oanh tới một quyền. Oanh! Hai quyền chạm nhau, không gian run lên kịch liệt, mặt đất phía dưới càng trực tiếp sụp xuống. Hắc Phượng lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lúc này đây, Vạn Túc Công không có dừng tay, mà tiếp tục vọt tới. Sau đó nắm đấm không ngừng oanh Hắc Phượng. Yêu thú đánh nhau, bình thường đều là dùng nắm đấm đơn giản nhất, lại hữu hiệu nhất. Thời gian dần trôi qua, Hắc Phượng liên tiếp bại lui, cơ hồ đã không có sức hoàn thủ, mà Vạn Túc Công lại càng đánh càng điên, từng quyền đến thịt. Nhìn một màn này, thần sắc của Vân Bán Thanh vô cùng ngưng trọng, nàng quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ, chỗ đó vẫn không có động tĩnh. Cái này để cho lòng nàng chìm xuống. Trong phòng nghỉ, năng lượng tinh thuần trong kiếm chỉ càng ngày càng ít, cơ hồ sắp thấy đáy. Nhìn những năng lượng kia càng ngày càng ít, Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó vội vàng há mồm nhả linh khí, vô số linh khí lao về phía Dương Diệp, cuối cùng đều bị Dương Diệp hút vào. Hai canh giờ sau, oanh! Đột nhiên, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp bừng lên, khí tức rất mạnh, làm cho toàn bộ hư vân hạm run lên. Thánh giả cao cấp. Dương Diệp đột phá đến thánh giả cao cấp. Nhận ra động tĩnh trong phòng nghỉ, Vân Bán Thanh vui vẻ, nhưng rất nhanh, nàng nhíu mày, bởi vì Dương Diệp còn không có đi ra. Chuyện gì xảy ra? Vân Bán Thanh đi đến phòng nghỉ, bất quá rất nhanh, một cổ khí tức chấn nàng bay ra. Vân Bán Thanh ngây người. Trong phòng, sau khi Dương Diệp đạt tới thánh giả cao cấp, vẫn xếp bằng ở trong kiếm trì, cặp mắt của hắn nhắm chặt, khí tức càng ngày càng mạnh.
Một bên, Tiểu Bạch mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, sau đó nàng không ngừng nhả nhả, phun ra vô số linh khí tinh thuần, cuối cùng toàn bộ phòng nghỉ đều là linh khí tinh thuần. Mà nàng vẫn còn nhả, hơn nữa càng nhả càng hưng phấn, càng nhả càng mạnh hơn. Lúc này, nàng cho rằng nàng là đang giúp Dương Diệp, cho nên nàng vô cùng hưng phấn, vô cùng dũng cảm. Cũng đúng vậy, nàng xác thực là đang giúp Dương Diệp. Khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, toàn bộ hư vân hạm rung động kịch liệt. Lắc đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Hắc Phượng cùng Vạn Thúc Công, lúc này nàng phải thời khắc chú ý, bởi vì có nàng kiềm chế, áp lực của Hắc Phượng sẽ giảm nhiều, bằng không thì, Hắc Phượng bị thua tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ở trong kiếm trì, năng lượng tinh thuần trong kiếm trì càng ngày càng ít, mà làn da trên người Dương Diệp cũng đã xảy ra một ít biến hóa, lúc này da của hắn ẩn ẩn lộ ra một tia sáng bóng, giống như kim thiết nào đó, bất quá cũng không rõ ràng. Mà khí tức của hắn so với một ngày trước thì cường đại hơn rất nhiều. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch không ngừng đánh giá Dương Diệp, chứng kiến Dương Diệp hấp thu những năng lượng kia tựa hồ rất thoải mái, nàng trừng mắt nhìn, sau đó há mồm, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi thổi, lập tức, năng lượng tinh thuần trong hồ điên cuồng lao về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, một cỗ linh khí tinh thuần cũng từ trong miệng nàng bay lên, cuối cùng bao vây Dương Diệp lại. Nàng tựa hồ cảm giác chơi rất vui, mỗi qua một lát sẽ phun ra một cỗ linh khí tinh thuần bao vây Dương Diệp lại. Khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Bên ngoài hư vân hạm, thần sắc của Vân Bán Thanh càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì lúc này Vạn Túc Công đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Hắc Phượng bị áp chế rồi. Oanh! Xa xa! Đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, Hắc Phượng bị Vạn Túc Công đánh bay ra ngoài, bay trọn vẹn mấy trăm trượng hắn mới dừng lại. Lúc này, Vạn Túc Công cũng không có xuất thủ, mà mở miệng nói. Hắc Phượng, ta và ngươi đều là yêu tộc, ngươi cần gì phải vì một nhân loại cùng ta là địch? Hắc Phượng thò tay lau máu tươi ở khóe miệng nói. Chỉ cần ngươi rời đi, ta không cùng ngươi là địch. Rời đi! Thần sắc của Vạn Túc Công lập tức dữ tợn lên. Ngươi là nói đùa sao? Hắc Phượng, ta không muốn cùng ngươi Ngọc Thạch câu phần, bởi vì như vậy đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng cái này không có nghĩa là ta sợ ngươi. Cho dù hiện tại ta bị thương, thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ hơn một tí, nhưng nếu thật liều mạng, chết tuyệt đối là ngươi. Hắc Phượng lạnh lùng nói. Ta cũng sẽ đánh cho ngươi tàn phế. Vạn Túc Công nhìn Hắc Phượng hồi lâu nói. Vì một nhân loại mà cùng ta dốc sức liều mạng, đáng giá sao? Hắc Phượng nói, trước đó, ta giống như ngươi, hận không thể giết hắn đi. Nhưng trước kia ta cùng ngươi giao thủ, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu, nhưng hắn không làm, mà trở lại giúp ta. Một nhân loại có thể làm được ở lúc nguy hiểm không vứt bỏ đồng bọn của mình, chẳng lẽ Hắc Phượng ta còn không bằng nhân loại sao? Kỳ thật ở thời điểm Dương Diệp không đào tẩu, mà đi giúp hắn, trong lòng của hắn đối với Dương Diệp ấn tượng đã cải biến. Ít nhất ở trong mắt hắn xem ra. Tên nhân loại này tuy vô sỉ chút, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Mà trước kia Dương Diệp lại chữa tốt thương thế của hắn, có thể nói, hắn là chân chính nhận đồng Dương Diệp. Vạn Túc Công nhìn Hắc Phượng nửa ngày, sau đó nói. Vậy chúng ta không cần nói nhiều nữa rồi. Thanh âm rơi xuống, Vạn Túc Công biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Hắc Phượng, Hắc Phượng không dám khinh thường, gầm lên giận dữ, sau đó mạnh mẽ oanh tới Vạn Túc Công một quyền. Vạn Túc Công không cam lòng yếu thế, đồng dạng oanh tới một quyền. Oanh! Hai quyền chạm nhau, không gian run lên kịch liệt, mặt đất phía dưới càng trực tiếp sụp xuống. Hắc Phượng lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lúc này đây, Vạn Túc Công không có dừng tay, mà tiếp tục vọt tới, sau đó nắm đấm không ngừng oanh Hắc Phượng. Yêu thú đánh nhau, bình thường đều là dùng nắm đấm đơn giản nhất, lại hữu hiệu nhất. Thời gian dần trôi qua, Hắc Phượng liên tiếp bại lui. Cơ hồ đã không có sức hoàn thủ, mà Vạn Túc Công lại càng đánh càng điên, từng quyền đến thịt. Nhìn một màn này, thần sắc của Vân Bán Thanh vô cùng ngưng trọng, nàng quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ, chỗ đó vẫn không có động tĩnh. Cái này để cho lòng nàng chìm xuống. Trong phòng nghỉ, năng lượng tinh thuần trong kiếm chỉ càng ngày càng ít, cơ hồ sắp thấy đáy. Nhìn những năng lượng kia càng ngày càng ít, Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó vội vàng há mồm nhả linh khí. Vô số linh khí lao về phía Dương Diệp, cuối cùng đều bị Dương Diệp hút vào. Hai canh giờ sau, oanh! Đột nhiên,
Một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp bừng lên, khí tức rất mạnh, làm cho toàn bộ hư vân hạm run lên. Thánh giả cao cấp. Dương Diệp đột phá đến thánh giả cao cấp. Nhận ra động tĩnh trong phòng nghỉ, Vân Bán Thanh vui vẻ, nhưng rất nhanh, nàng nhíu mày, bởi vì Dương Diệp còn không có đi ra. Chuyện gì xảy ra? Vân Bán Thanh đi đến phòng nghỉ, bất quá rất nhanh, một cổ khí tức chấn nàng bay ra. Vân Bán Thanh ngây người. Trong phòng, sau khi Dương Diệp đã tới thánh giả cao cấp, vẫn xếp bằng ở trong kiếm trì, cặp mắt của hắn nhắm chặt, khí tức càng ngày càng mạnh. Một bên, Tiểu Bạch mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, sau đó nàng không ngừng nhả nhả, phun ra vô số linh khí tinh thuần, cuối cùng toàn bộ phòng nghỉ đều là linh khí tinh thuần. Mà nàng vẫn còn nhả, hơn nữa càng nhả càng hưng phấn, càng nhả càng mạnh hơn. Lúc này, nàng cho rằng nàng là đang giúp Dương Diệp, cho nên nàng vô cùng hưng phấn, vô cùng dũng cảm. Cũng đúng vậy, nàng xác thực là đang giúp Dương Diệp. Khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Rất nhanh toàn bộ hư vân hạm rung động kịch liệt. Oanh! Một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên từ trong phòng nghỉ phóng lên trời, nóc nhà phòng nghỉ bị oanh ra một lỗ thủng, mà cỗ khí thế kia lại không có biến mất, mà cuộn lên tất cả, cuối cùng chui vào trong hư không. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp mở mắt, trong mắt có một tia hưng phấn. Bán đế! Hắn không nghĩ tới lần lại mình có thể đạt tới bán đế. Vốn hắn chỉ vì rèn luyện thân thể, cũng không muốn xung kích cảnh giới, nhưng những linh khí kia thật sự quá tinh thuần, tăng thêm. Tiểu Bạch ở bên cạnh không ngừng vận chuyển linh khí cho hắn, cuối cùng thân thể của hắn thật sự có chút không chịu đựng nổi, tựa như nước đổ đầy ly, chậm rãi tràn ra. Mà cảnh giới tăng lên, vậy mà trực tiếp tăng tới bản đế. Hô! Dương Diệp hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn thân thể của mình, lúc này thân thể của hắn tản ra một tầng sáng bóng thần bí, vầng sáng giống như ánh trăng, hơi có vẻ thần bí. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại thân thể hắn đã đạt tới kỷ nguyên cảnh. Bán đế. Thân thể kỷ nguyên cảnh. Ô, lúc này, Tiểu Bạch ở một bên đột nhiên dùng tiểu chảo che lại ánh mắt của mình. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, chứng kiến bộ dáng của Tiểu Bạch, không khỏi cười ha ha, mà lúc này, đột nhiên truyền đến thanh âm của Vân Bán Thanh. Ngươi đã tỉnh. Thanh âm rơi xuống, cửa bị mở ra, sau đó Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Vân Bán Thanh vừa vào cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này Dương Diệp trần truồng, một nam một nữ nhìn nhau, thời gian phảng phất như cứng lại, bất quá rất nhanh, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang thoáng hiện, chỉ chốc lát, kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Vân Bán Thanh, bất quá lúc này Dương Diệp đã mặc quần áo xong. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch còn mặt mũi thẹn thùng đi đến trước mặt Vân Bán Thanh nói. Chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong, hắn lướt qua Vân Bán Thanh đi ra phòng nghỉ. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng không khỏi nổi lên độ cong hơi không thể tra. Trên hư vân hạp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xa xa, lúc này Hắc Phượng vẫn còn cùng Vạn Túc Công đại chiến, lúc này bộ dáng của Hắc Phượng hơi có chút thê thảm, toàn thân rất nhiều chỗ đều lõm vào, một cánh tay của hắn bị đánh gãy, lúc này hắn ngay cả năng lực phòng ngự cũng sắp không còn. Hắn rất mạnh, cực kỳ mạnh, theo như ta đoán chừng hắn tối thiểu có thể độc chiến hai yêu thú hư cấp như Hắc Phượng. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch trong ngực, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp một cái, tiểu chảo huy vũ thoáng một phát, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào trước ngực Dương Diệp. Sau khi Tiểu Bạch ẩn núp, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đập mạnh, cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên hư vân hạp. Xa xa, Vạn Túc Công một quyền đánh bay Hắc Phượng. Đang muốn thừa thắng xông lên, đúng lúc này, sắc mặt hắn biến hóa, thân thể xoay tròn, xoay người oanh ra một quyền. Bành! Một tiếng nổ vang, Vạn Túc Công liên tục lùi lại, Dương Diệp cùng hắn đối quyền cũng lùi lại. Vạn Túc Công lùi hơn 30 trượng liền ngừng lại, mà Dương Diệp thì lùi hơn 50 trượng mới dừng. Xa xa, Vạn Túc Công nhìn nắm đấm của mình, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể, nhân loại? Thân thể của ngươi vậy mà đạt đến kỷ nguyên cảnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, kỷ nguyên cảnh, tăng thêm hiện tại hắn tăng lên tới bán đế, thân thể cũng đi theo mạnh lên, hiện tại thân thể của hắn, không thua yêu thú hư cấp bình thường chút nào. Bất quá so với Vạn Túc Công còn hơi kém một điểm,
không có biện pháp, thằng này có chút không bình thường. Hắc Phượng ngẩn người, sau đó vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ, Dương Diệp đã đạt tới kỷ nguyên cảnh rồi. Nghĩ vậy, Hắc Phượng muốn xuất thủ, nhưng Dương Diệp lại đột nhiên nhìn về phía hắn nói. Lão Hắc, người chữa thương trước đi, để cho ta cùng hắn chơi đùa. Người có thể. Hắc Phượng kinh ngạc nói. Tuy thân thể của Dương Diệp tăng lên, nhưng cùng Vạn Túc Công khẳng định là còn có chênh lệch. Không có việc gì, thử xem. Dương Diệp nói xong, không có nói nhảm, thân hình khẽ động, vọt về phía Vạn Túc Công. Thân thể cùng cảnh giới của hắn vừa đột phá, đang cần tìm người luyện tập, mà Vạn Túc Công vừa vặn phù hợp. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ, sắc mặt của Vạn Túc Công âm trầm xuống, hắn cũng không có nói nhảm, thân hình khẽ động, bay thẳng đến Dương Diệp. Trên không trung, hai người đồng thời ra quyền. Bành! Hai quyền chạm nhau, không gian kích động, sau đó hai người bị lực lượng song phương chấn bay ngược ra ngoài, nhưng sau một khắc, hai người lại lập tức vọt tới. Oanh! Hai nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, cường cổ lực lượng cường đại va chạm, làm cho không gian chung quanh rạn nứt, mà hai người cũng như trước kia, từng người bay ngược ra ngoài. Xa xa, Dương Diệp nhìn tay của mình, lúc này tay của hắn phát run. Cái này tự nhiên là lực lượng đối phương gây ra. Lực lượng rất mạnh. Dương Diệp lắc lắc tay, ngẩng đầu nhìn Vạn Túc Công, lúc này đối phương cũng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này đây, Dương Diệp không có lựa chọn cùng Vạn Túc Công cứng đối cứng, trước kia sở dĩ cùng đối phương cứng đối cứng, là vì hắn muốn nhìn một chút lực lượng thân thể của mình đạt đến trình độ nào, hiện tại hắn đã biết. Lực lượng nhục thể của hắn khẳng định không thua yêu thú hư cấp bình thường, nhưng so với Vạn Túc Công thì yếu hơn một ít. Đã biết lực lượng của mình yếu hơn đối phương, hắn tự nhiên sẽ không não tàn lựa chọn đi cùng đối phương liều mạng. Thời điểm Vạn Túc Công tới trước mặt, thân hình hắn đột nhiên tránh qua, xuất hiện ở sau lưng Vạn Túc Công, một quyền oanh tới sau lưng, bất quá Vạn Túc Công phản ứng cũng không chậm, lập tức nghiêng người, một quyền đối oanh với Dương Diệp. Mà đúng lúc này, nắm đấm của Dương Diệp lại co rụt lại, sau một khắc, nắm đấm hắn mạnh mẽ oanh ra. Quyền ra, một cổ lực lượng kinh khủng như vỡ đê từ trong nắm đấm của Dương Diệp đổ xuống. Giới hạn, cảm nhận được lực lượng trong nắm đấm của Dương Diệp đột nhiên tăng mạnh, sắc mặt của Vạn Túc Công biến hóa, nhưng giờ phút này hắn đã không cách nào thu quyền, nếu như thu quyền, thì phải ăn một quyền của Dương Diệp, không có cách nào, hắn chỉ có thể đón đỡ một quyền này. Oanh! Nắm đấm chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, không gian kích động, cánh tay của Vạn Túc Công run lên kịch liệt, sau đó cả người bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng mới dừng lại. Mà khi hắn dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lại một quyền oanh qua. Tay mảnh khảnh, trắng nõn, như dương chi bạch ngọc. Trừ đó ra, thì không có gì đặc thù. Mà một bàn tay như vậy, lại làm cho thân thể Dương Diệp run lên, cùng lúc đó. Sắc mặt hắn lập tức vặn vẹo lên, đó là bởi vì thống khổ quá độ. Oanh! Kiếm ý niết bàn cảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo tuôn ra, nhưng sau một khắc, cỗ kiếm ý này lập tức bị một cổ lực lượng thần bí đè trở về. Dương Diệp hoảng hốt, đúng lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên vọt về phía Dương Diệp, bất quá sau một khắc, cả người nàng bay về hư vân hạm, cùng lúc đó, nàng phảng phất như bị điếm huyệt, không cách nào nhúc nhích. Nàng hoảng sợ nhìn phía xa. Trong mắt ngoại trừ hoảng sợ, còn có một tia tuyệt vọng. Oanh! Một cột máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời, cùng lúc đó, kiếm ý niết bàn cảnh cũng đi theo cột máu bừng lên, nhưng lực lượng thần bí kia lại xuất hiện, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, sát ý hư vô cảnh cùng kiếm ý niết bàn cảnh nhanh chóng co rút lại, sau đó. Oanh! Hai cổ ý cảnh đồng thời giới hạn, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Lúc này, bàn tay rơi vào trên bả vai hắn nới lỏng ra, chỉ nhẹ nhẹ vỗ, kiếm ý niết bàn cảnh cực hạn cùng sát ý hư vô cảnh của Dương Diệp biến mất. Bất quá Dương Diệp lại thừa dịp đối phương nới tay, thân hình khẽ động, chạy trốn tới hơn mấy trăm trượng. Hắn quay người nhìn về phía xa, ở đó, trước kia bắt lấy hắn chính là một nữ tử này hắn còn bái kiến, đúng là manh nữ. Manh nữ như trước nhắm hai mắt, nhưng Dương Diệp cảm giác được, đối phương khóa chặt hắn rồi. Đúng lúc này, manh nữ đột nhiên đưa tay ra, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói. Ta có chuyện muốn nói. Hắn vội vàng nói, bàn tay kia đã rơi vào trên vai hắn, cùng lúc đó, hắn cảm giác thân thể cùng linh hồn mình muốn nổ tung lên.
Trong nội tâm Dương Diệp giật mình, vội vàng nói. U Minh Điện. Thanh âm rơi xuống, bàn tay trên bờ vai Dương Diệp khẽ run lên, sau đó biến mất. Trong nội tâm Dương Diệp lập tức buông lỏng, hắn biết rõ, mình thành công rồi. Nữ nhân trước mắt này, vô cùng có khả năng là U Minh Điện Điện Hạ, không phải có khả năng, hẳn là 100% rồi. Hắc Phượng cùng Vân Bán Thanh nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng thở dài một hơi, tuy bọn hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có chuyển cơ rồi. Ngươi là người phương nào? Đối diện Dương Diệp, manh nữ đột nhiên mở miệng. Vì sao biết U Minh Điện? Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Ta đến từ linh giới. Linh giới? Manh nữ có chút trầm ngâm, trầm tư hồi lâu, lại hỏi. Ngươi không phải người U Minh Điện. Nói xong, nàng tay chậm rãi giơ lên, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói. Minh nữ, yên nữ, giới nữ nhân cưỡi heo. Nghe Dương Diệp nói, tay manh nữ ngừng lại. Ngươi là người phương nào? Trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi nói. Ta là bằng hữu của các nàng. Không có biện pháp, chỉ có thể ôm đùi rồi. Bất quá hắn cũng không nói dối, tuy cùng yên nữ, giới nữ cùng nữ tử kỵ heo không quá quen thuộc, nhưng hắn cùng minh nữ là bằng hữu. Bằng hữu? Manh nữ trầm mặc hồi lâu nói. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt nói. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi là đại tỷ của các nàng, mà ta cùng các nàng lại là hảo hữu chí giao, cho nên, chúng ta là người một nhà, ngươi cứ nói đi. Ta là tam tỷ của các nàng. Manh nữ chậm rãi đi về phía Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, bất quá lại không có chạy trốn, thực lực của nữ nhân trước mắt này, chỉ sợ chỉ có đế nữ khôi phục thương thế mới có thể chống lại, chạy trốn hoặc phản kích, đều là vô dụng. Rất nhanh, manh nữ đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng đột nhiên thò tay điểm vào trước ngực Dương Diệp, nắm đấm của Dương Diệp chậm rãi nắm lại, đúng lúc này, manh nữ thu tay về nói. Nghịch chuyển âm dương chi lực, trên người ngươi có lực lượng của tiểu minh, lực lượng này không phải công kích, mà là đang thay ngươi nghịch chuyển lực lượng thần bí nào đó, ngươi không nói sai, ngươi cùng tiểu minh là bằng hữu. Nắm đấm Dương Diệp nới lỏng ra. Nàng xác thực là bằng hữu của ta, sinh tử bằng hữu. Manh nữ đột nhiên hỏi. Vì sao ngươi xuất hiện ở chỗ này? Dương Diệp do dự, sau đó nói. Ta ở linh giới cùng linh giới thủ hộ giả liên minh đánh nhau, không có biện pháp, linh giới không dung được ta, bằng hữu của ta đưa ta đến nơi đây. Thủ hộ giả liên minh. Manh nữ nhíu mày. Nơi chật hẹp nhỏ bé, lực lượng con sâu cái kiến, nếu không phải năm đó thời cơ không thành thục, thế lực này sớm đã biến mất thế gian. Dương Diệp nheo mắt, hắn không thấy manh nữ là đang khoác lác. Dùng thực lực của đối phương, nàng một người là có thể để cho thủ hộ giả liên minh đau đầu rồi. Ngươi đi đi. Lúc này, manh nữ bỗng nhiên nói. Dương Diệp do dự nói. Ngân Hà kiếm đồ ở trong tay ngươi, đúng không? Nó không thuộc về ngươi. Manh nữ nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, lại nói. Kiếm thần cung là ngươi diệt. Không phải. Manh nữ khẽ lắc đầu. Thấy manh nữ lắc đầu. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại nói. Đó là... Nhưng manh nữ lại không có cho hắn cơ hội hỏi, bởi vì manh nữ đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn manh nữ biến mất, hai tay Dương Diệp nắm chặt, trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, hắn vẫn cho rằng kiếm thần cung là manh nữ diệt, mà bây giờ manh nữ phủ nhận, hắn đương nhiên không sẽ cảm thấy manh nữ đang dối gạt hắn, bởi vì hoàn toàn không cần. Đã không phải manh nữ, vậy là ai diệt kiếm thần cung? Là ai? Hai tay Dương Diệp nắm chặt, thật lâu không có tính thần. Người nhận thức nàng, đúng lúc này, Vạn Túc Công bỗng nhiên nói. Lúc trước hắn ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng vấn đề là không dám a. Tuy đối phương không phải nhằm vào hắn, nhưng vạn nhất nếu hắn trốn, đưa tới đối phương chú ý hoặc khó chịu, vậy thì xong đời. Nghe Vạn Túc Công nói, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Vạn Túc Công nói. Ngươi cứ nói đi. Vạn Túc Công nheo mắt, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Nhân loại, ta cho nàng mặt mũi, chuyện giữa ta và ngươi, như vậy thôi, ngươi không nên để cho ta nhìn thấy ngươi. Thanh âm rơi xuống, hắn quay người, thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đối phương nơi nào là cho manh nữ mặt mũi, là lúc này đối phương căn bản không dám chiến. Manh nữ nhận thức hắn, nói cách khác.
hắn có thể ở đây sử dụng kiếm, dùng thực lực của hắn bây giờ, lại có thể sử dụng kiếm, bên cạnh lại có Hắc Phượng và Hư Vân Hạp, có thể nói, nếu như đối phương tiếp tục chiến, dùng thực lực bên bọn hắn, hoàn toàn có thể tru sát đối phương. Bất quá hắn cũng không muốn đánh nữa, bởi vì không có ý nghĩa, lại được không bù mất. Tuy bên bọn hắn có năng lực tru sát đối phương, nhưng thực lực của Vạn Túc Công cũng không thể khinh thường, thật liều mạng, bọn hắn khẳng định cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Trên Hư Vân Hạp, Dương Diệp đi đến trước mặt Vân Bán Thanh nói. Không sao chứ? Vân Bán Thanh lắc đầu nói. Nàng thật mạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Không phải nàng mạnh, mà là chúng ta quá yếu. Hiện tại, hắn đã là bán đế, thân thể cũng đạt tới kỷ nguyên cảnh, có thể nói, đối mặt cường giả hư giả cảnh, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí đánh bại đối phương cũng không phải việc khó. Cũng tỷ như Hắc Phượng, nếu để cho hắn cùng với Hắc Phượng chiến đấu, hắn có lòng tin đánh bại, thậm chí đánh chết Hắc Phượng. Nhưng vừa rồi đối mặt manh nữ, hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào chống lại đối phương, trừ khi sử dụng kiếm linh hoặc cùng kỳ. Dùng thực lực của hắn bây giờ thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức hoặc cùng kỳ liên thủ, như vậy có khả năng cùng đối phương tranh tài chiến một trận. Nhưng cái kia cuối cùng không phải thực lực chân chính của hắn. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, cười khổ, tuy bất mãn hiện trạng, nhưng nếu như quá bất mãn hiện trạng, cái kia chính là có chút trèo cao theo đuổi xa. Hiện tại, mình là có chút trèo cao theo đuổi xa. Bất cứ chuyện gì, đều khó có khả năng một lần là xong. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình của Dương Diệp rộng mở trong sáng. Hiện tại làm cái gì? Lúc này, Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Hắc Phượng nói. Lão Hắc, trên đảo có bao nhiêu yêu thú? Hắc Phượng trầm mặc một lát nói. Cụ thể ta không biết, bất quá có lẽ không ít, hơn vạn có lẽ có. Hơn vạn. Dương Diệp nói. Ngươi có thể thu phục những yêu thú này không? Nếu như Hắc Phượng có thể thu phục những yêu thú này, như vậy với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hắc Phượng nói. Ngươi muốn mang những yêu thú này đi ra ngoài. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắc Phượng do dự một chút, sau đó nói. Có thể buông tha cho những yêu thú này không? Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Hắc Phượng nói. Bọn hắn ở trên đảo này tuy cũng tranh đấu, nhưng sẽ không tranh giành ngươi chết ta sống. Ở đây, là nhà của bọn hắn, cũng là cõi yên vui của bọn hắn. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Lão Hắc, ta không ép bọn hắn đi theo ta, ngươi xem như vậy được không, phàm nguyện ý theo ta đi, ta cho thù lao, ví dụ như kim cương quả. Nói đến đây, Dương Diệp lập tức dừng lại, thần sắc có chút xấu hổ, kim cương quả này là của Hắc Phượng A. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp một cái nói. Vật kia coi như ta tiễn đưa ngươi, dù sao nó đối với ta tác dụng cũng không có lớn như vậy. Dương Diệp nói. Cái này tính toán ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tùy ngươi. Hắc Phượng nói. Tuy ngươi có kim cương quả hấp dẫn, nhưng khả năng rất nhỏ, bởi vì yêu tộc chúng ta đối với nhân loại các ngươi rất không tín nhiệm, hơn nữa đảo này là nhà của mọi người, muốn bọn hắn ly khai cống hiến cho ngươi, thật sự rất khó, cho dù bây giờ ngươi có kiếm thần ấn, cũng rất khó, bởi vì ngoại trừ những yêu thú lớn tuổi còn nhớ ơn kiếm thần cung cung chủ, yêu thú sinh sau chỉ sợ ngay cả vô cực sư tổ là ai cũng không biết. Dương Diệp nhíu mày, bởi vì Hắc Phượng nói rất đúng, người ta đang sống rất tốt, dựa vào cái gì cống hiến cho hắn. Nếu như bắt buộc, nhất định sẽ để cho Hắc Phượng phản cảm, vì một đám đế giả cùng bán đế, tổn thất một hư giả. Đầu hắn cũng không hư mất, hơn nữa, hắn cũng không muốn bắt buộc những yêu thú kia. Ta ngược lại có một biện pháp. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp cùng Hắc Phượng lập tức nhìn về phía Vân Bán Thanh. Hợp tác. Vân Bán Thanh nói. Chúng ta có thể hợp tác với yêu thú trên đảo này. Nói tiếp. Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu nói. Kỳ thật, cái hợp tác này, giống như biện pháp dùng kim cương quả ngươi nói, bất quá bây giờ chúng ta không phải dùng kim cương quả để đổi lấy lòng trung thành của bọn hắn, mà giao dịch với bọn họ. Ví dụ như, một quả kim cương quả, để cho cường giả đế cấp xuất thủ một lần, hoặc lại để cho 30 tên bán đế xuất thủ một lần. Ngoại trừ kim cương quả, chúng ta cũng có thể dùng đồ vật khác bọn hắn cần đến giao dịch. Dương Diệp nghĩ nghĩ, không thể không nói, cái biện pháp này rất khả thi, cũng có thể thực hiện được,
bởi vì theo như vấn bán thanh nói, dùng góc độ của yêu thú đến xem, hắn cùng với yêu thú tầm đó là ngang hàng, yêu thú cùng hắn là quan hệ hợp tác, mà không phải thuộc hạ của hắn. Hơn nữa, bọn hắn có tự do, muốn ra tay có thể xuất thủ, không muốn mà nói, cũng không có ai buộc bọn hắn đám. Bất quá có chút đáng tiếc là hắn không cách nào tạo thành đại quân yêu thú của mình. Cái biện pháp này có thể. Lúc này, Hắc Phượng nhìn về phía Dương Diệp nói. Nếu như ngươi cảm thấy được, ta có thể giúp ngươi liên hệ yêu thú trên đảo. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu nói. Có thể. Hắc Phượng nhẹ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Có phải cảm thấy không cách nào tạo thành đại quân huyền thú mà cảm giác đáng tiếc không? Lúc Nasi, Vân Bán Thanh đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp nói. Là cảm giác có chút đáng tiếc. Vân Bán Thanh cười nói. Bình thường xem ngươi rất thông minh, sao lần này biến thành đần rồi hả? Có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh, hỏi. Khóe mắt Vân Bán Thanh chứa đựng vui vẻ. Ngươi nên minh bạch, yêu tộc cùng nhân tộc chúng ta gần đây bất thường, ngươi muốn thần phục bọn hắn, khả năng không lớn. Trừ khi ngươi dùng sức mạnh. Nhưng nếu như ngươi dùng mạnh, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó, ngươi khả năng không chỉ không cách nào hàng phục những yêu thú này, ngược lại còn có thể mất đi Hắc Phượng tiền bối. Nói tiếp, Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh nói, không thể dùng mạnh, chúng ta chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Như biện pháp ta nói, ta tin tưởng, không chỉ Hắc Phượng tiền bối có thể tiếp nhận, rất nhiều yêu thú đều có thể tiếp nhận. Được chỗ tốt. Thì phải trả giá, đạo lý này bọn hắn nhất định sẽ minh bạch. Chỉ cần bọn họ hợp tác với chúng ta, mà chúng ta lại nắm giữ tài nguyên, đến lúc đó, ngươi còn sợ bọn hắn ly khai chúng ta sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ, thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn hiện ra dáng tươi cười. Hắn nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, cười nói. Đầu không dùng tốt rồi. Vân Bán Thanh nói. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Dương Diệp nói. Đi cứu mẹ và đệ đệ của ngươi. Thân thể mềm mại của Vân Bán Thanh khẽ run lên, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói khẽ. Cảm ơn. Dương Diệp nói. Vân cô nương, ta biết ngươi một mực cố gắng ở trước mặt ta chứng minh giá trị của mình, đương nhiên, cái này rất tốt, ta chỉ là muốn nói, ngươi yên tâm, ta đã đồng ý ngươi, hứa hẹn ngươi, sẽ làm được. Cho nên, ngươi đừng lo lắng ta sẽ bỏ qua ngươi, hoặc cải biến chủ ý. Cảm ơn. Vân Bán Thanh chân thành nói. Dương Diệp cười cười nói. Ngươi muốn thật cảm ơn ta, chờ ta cứu mẹ cùng đệ đệ của ngươi ra, ngươi giúp ta quản lý kiếm minh, để cho ta có thể mỗi ngày lười biếng. Nghe vậy, trong mắt Vân Bán Thanh hiện ra mỉm cười nói. Ngươi là kiếm minh minh chủ, đời này, chỉ sợ không có thời gian lười biếng gì rồi. Mệnh lao lực a. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, cách đó không xa Hắc Phượng mang theo một đám yêu thú đi tới. Dương Diệp nhìn lướt qua, ở sau lưng Hắc Phượng, có không sai biệt lắm hơn 300 yêu thú, mà ở bên trái Hắc Phượng là một hổ nha kiếm màu vàng. Hổ nha kiếm màu vàng này hắn vừa vặn nhận thức, đúng là lúc trước hắn vào yêu thú sơn mạch giao thủ. Mà ở bên phải Hắc Phượng, là một hắc lang mọc ra cánh chim. Hắc Phượng mang theo lũ yêu thú đi tới trước mặt Dương Diệp. Hắn chỉ hổ nha kiếm màu vàng bên cạnh nói. Hổ nha kiếm tộc trưởng, Kim Lợi. Nói xong, hắn lại chỉ hắn hắc lang bên phải. Dạ ma lang tộc trưởng, Dạ Khiếu. Dương Diệp nhìn Kim Lợi cùng Dạ Khiếu nhẹ gật đầu nói. Chắc hẳn Hắc Phượng tiền bối cũng đã nói với các ngươi. Nhân loại, ngươi thật sự có kim cương quả. Kim Lợi nói. Tay Dương Diệp khẽ động. Một quả trái cây màu vàng xuất hiện ở trong tay hắn nói. Tin chưa? Kim Lợi nhìn Dương Diệp một cái, nhẹ gật đầu nói. Lần này hổ nha kiếm tộc ta tới 150 tên, tăng thêm ta, đế cấp có 3, còn lại đều là bán đế. Dương Diệp cong ngón búng ra, 8 trái kim cương quả xuất hiện ở trước mặt Kim Lợi. Đám người Kim Lợi cùng Dạ Khiếu đều giật mình, hiển nhiên, lũ yêu thú đều không nghĩ tới Dương Diệp dứt khoát như thế. Dương Diệp nói, chư vị, nếu chúng ta hợp tác, như vậy mọi người tự nhiên phải tín nhiệm lẫn nhau. Ta biết rõ, các ngươi không thích chơi âm mưu quỷ kế như nhân loại chúng ta cũng không thích. Ta nói đơn giản một chút, ta cho thứ các ngươi cần, các ngươi giúp ta đánh nhau, đơn giản như vậy. Hổ Nha Kiếm nói, nhân loại,
Hắc Phượng tiền bối đã tin tưởng ngươi, như vậy ngươi đã làm cho chúng ta tín nhiệm. Ta và tộc nhân, hiện tại có thể đi theo ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Khiếu có chút trầm ngâm, sau đó nói. Nhân loại, chúng ta không cách nào giúp ngươi đánh cường giả hư giả cảnh. Dương Diệp nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đi đối kháng cường giả các ngươi không cách nào đối kháng. Dạ Khiếu nhẹ gật đầu nói. Lần này Dạ Ma Lang tộc ta cũng tới 150 tên, tăng thêm ta, trong đó có 3 tên đế giả. Dương Diệp cong ngón búng ra, 8 trái kim cương quả xuất hiện ở trước mặt Dạ Khiếu, sau đó hắn nhìn về phía Hắc Phượng nói. Hắc Phượng tiền bối, chủng tộc khác có tới không? Hắc Phượng nói. Sở dĩ bọn hắn ra, là vì ta cùng bọn họ quen biết, bọn hắn tín nhiệm ta, còn lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu được. Đối với nhân loại, yêu thú bản năng bài xích, hắn tự nhiên minh bạch. Bất quá không sao, hắn tin tưởng, về sau nhất định sẽ có ngày càng nhiều yêu thú lựa chọn hợp tác với hắn. Bởi vì sau khi hổ nha kiếm tộc cùng Dạ Ma Lang tộc càng ngày càng lớn mạnh, chút ít yêu thú còn lại nhất định sẽ ngồi không yên. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hắc Phượng hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người kim lợi nói. Đều hóa hình người đi. Đám người kim lợi có chút do dự, không phải yêu thú nào cũng ưa thích hóa hình người, giống như nhân loại khẳng định sẽ không thích hóa thành yêu thú, bất quá bọn hắn không có cự tuyệt, nhao nhao hóa thành hình người. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo chừng 300 yêu thú đi ra kiếm thần đảo. Bọn hắn tự nhiên là không cần ngồi hải hạm gì, có hư vân hạm, hải hạm lộ ra quá thấp kém rồi. Trên hư vân hạm, Dương Diệp nhìn phương hướng kiếm thần đảo, trầm mặc. Lúc này đây, thu hoạch không thể không nói rất lớn, không chỉ nhận được kiếm thần ấn cùng rất nhiều bảo vật của kiếm thần cung, còn tăng lên tới bán đế, hơn nữa thân thể càng tăng lên tới kỷ nguyên cảnh. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dù không tăng kiếm ý lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, hắn cũng có nắm chắc đánh chết cường giả hư giả cảnh. Không nói cảnh giới, hiện tại nhục thể của hắn đã tương đương yêu thú hư cấp. Bảo vật đã có, thực lực cũng đại tăng, nhưng ngân hà kiếm đồ ngay cả bóng dáng cũng không có. Phải biết, trong ngân hà kiếm đồ có khả năng có phương pháp sử dụng kiếm vực A. Trước kia ý thức của kiếm thần ấn từng nói, kiếm vực có thể áp chế kiếm ý, ngay cả quy nguyên cảnh cũng có thể áp chế, không cần phải nói, kiếm vực này tuyệt đối mạnh hơn kiếm ý. Mà hiện tại hắn giống như cầm một lệnh bài còn có vài tỷ viên tử tinh thạch, nhưng hắn lại không có mật mã. Loại cảm giác này, có chút buồn, bực nhức hết cả bi. Bất quá cũng may. Manh nữ tựa hồ biết ngân hà kiếm đồ ở nơi nào. Xem ra phải đi tìm nàng. Trong nội tâm Dương Diệp quyết định chủ ý, ngân hà kiếm đồ hắn là không thể buông tha. Ta cảm thấy, không cần dẫn bọn hắn trực tiếp đến tận Thế Thành. Lúc này, Vân Bán Thanh ở bên cạnh Dương Diệp bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói. Hiện tại còn không có ai biết ngươi có một chi đội ngũ như vậy. Nếu như người ẩn vực thật sự xuất thủ với tận Thế Thành, chi đội ngũ này có thể trở thành kỳ binh, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười nói. Chính hợp ý ta. Vân Bán Thanh nhìn về phía Hắc Phượng nói. Bất quá, Hắc Phượng tiền bối phải tiến về tận Thế Thành tỏa chấn, đương nhiên đừng có bạo lộ. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói. Bất quá, Hắc Phượng tiền bối phải tiến về tận Thế Thành tỏa chấn, đương nhiên đừng có bạo lộ. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói. Vân cô nương, lão Hắc, các ngươi đều đi tận Thế Thành, Kim Lợi cùng Dạ Khiếu thì không cần đi tận Thế Thành, các ngươi che giấu, tùy thời nghe chỉ thị của Vân cô nương. Hắc Phượng nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề, một bên Kim Lợi cùng Dạ Khiếu cũng nhẹ gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Vậy còn ngươi? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp nói. Ta đi cứu mẹ cùng đệ đệ của ngươi. Nói cho ta biết vị trí cửa vào ẩn vực. Một mình ngươi. Vân Bán Thanh kinh ngạc nói. Dương Diệp nói. Một người, tốt nhất, ngươi cũng đừng yêu cầu đi cùng ta, ta không cách nào chiếu cố ngươi, hơn nữa, hiện tại kiếm minh có lẽ cũng rất cần người trợ giúp. Vân Bán Thanh trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Vị trí cửa vào ẩn vực ở cực bắc, ở đó, có một sơn mạch tên là Châu Phong Sơn Mạch, ở dưới chân sơn mạch, có một truyền tống trận. Rất ẩn nấp, cần lệnh bài đặc thù mới có thể cảm ứng được. Nói xong, nàng cong ngón búng ra,
một lệnh bài xuất hiện ở trước mặt Đỗ Uông Diệp. Có nó, người có thể cảm nhận được truyền tống trận kia, bất quá, sau khi tiến vào ẩn vực, sẽ có người xác minh thân phận của ngươi, khi đó. Không có việc gì, ta có thể giải quyết. Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Cẩn thận. Nói xong nàng lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Dương Diệp. Đây là ngọc bội của ta, chỉ cần ngươi cho mẫu thân của ta xem, nàng sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi. Nói xong, đôi má nàng hơi đỏ lên. Dương Diệp tiếp nhận ngọc bội, nhẹ gật đầu nói. Ngươi và Hắc Phượng tiền bối đi tận Thế Thành, trực tiếp tìm Lưu Vân, nàng sẽ an bài các ngươi. Lúc này chủ sự ở tận Thế Thành là Dạ cô nương sao? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi để cho ta đi, không sợ trong nội tâm nàng có ý khác. Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp cười cười nói. Ta tin tưởng, loại sự tình ám đấu này, chắc chắn sẽ không phát sinh ở trên người người cùng Lưu Vân, đúng không? Bất kể là Dạ Lưu Vân hay Vân Bán Thanh, đều là nữ tử cực kỳ thông minh, hơn nữa hai nữ cũng không phải loại người kiến thức ngắn, chắc chắn sẽ không làm loại sự tình tranh quyền đoạt lợi này. Vân Bán Thanh trừng mắt nói. Ta không dám cam đoan. Nói xong, nàng cùng Dương Diệp nhìn nhau cười cười. Tiểu tử, nghe lời người nói, ta như thế nào cảm giác lần này ngươi thật giống như có đại phiền toái a. Lúc này Hắc Phượng bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Cái phiền toái này, khả năng có, khả năng không có. Bất quá, ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Kiếm Minh quật khởi, uy hiếp tới ẩn vực. Đối phương chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn tiếp tục lớn mạnh, mà nếu như đối phương muốn xuất thủ, như vậy khẳng định sẽ dùng toàn lực. Hắc Phượng trầm giọng nói. Tiểu tử, ta có chút cảm giác nhập hố. Dương Diệp cười nói. Hắc Phượng tiền bối, ta là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, người có thể nghĩ tới phương diện tốt ha. Có lẽ một chút sự tình cũng không có thì sao. Đi theo ngươi, đừng nghĩ không có chuyện. Hắc Phượng lắc đầu. Tính cách của Dương Diệp này, hắn xem như được chứng kiến rồi, đây tuyệt đối là tai tinh. Khóe miệng Dương Diệp co lại, xem ra mình ở trong nội tâm lão Hắc hình tượng có chút không tốt. Tốc độ của Hư Vân Hạm không biết gấp hải hạm bao nhiêu lần, không đến 3 canh giờ, đoàn người liền trở về vùng biển bên ngoài vọng hải thành. Chúng ta tách ra. Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, nàng nhìn Dương Diệp một cái, có chút do dự, đột nhiên nàng đi đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó nhẹ nhàng ôm Dương Diệp nói. Cẩn thận. Nói xong, nàng quay người tiến vào phòng điều khiển của Hư Vân Hạm, sau đó cùng Hắc Phượng biến mất ở xa xa. Tại chỗ, Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu cười cười, hắn quay đầu nhìn về phía một tảng đá lớn ở bờ biển, lúc này ở trên đó rỗng tuếch. Không có manh nữ, thân hình hắn khẽ động, biến mất ở phương Bắc. Hắn muốn tìm manh nữ nói chuyện, bất quá không vội ở nhất thời. Về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại trước cứu mẫu thân cùng đệ đệ của Vân Bán Thanh ra, đương nhiên còn có một mục đích, chính là đi xem ẩn vực, địa phương có khả năng trở thành đại địch của hắn, hắn làm sao cũng phải rõ ràng. Ước chừng qua không sai biệt lắm 2 canh giờ, Dương Diệp ngự kiếm xuyên toa hư không đột nhiên ngừng lại, hắn cau mày nhìn lướt qua 4 phía, trực giác nói cho hắn biết có chút không đúng. Do dự một chút, hắn chuẩn bị lần nữa khởi hành, nhưng đúng lúc này. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên run lên, trong chốc lát, một thanh thiết chùy trực tiếp từ trong không gian phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không có thời gian tránh ra, chỉ có thể cầm kiếm mạnh mẽ chém. Sắc mặt Dương Diệp khó coi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể xoay chuyển, cả người bay ngược lại, sau đó kiếm trong tay mạnh mẽ đâm một phát. Oanh! Kiếm thương run lên kịch liệt, thương bị đánh bay, mà Dương Diệp cũng bị chấn lùi lại mấy trượng. Đúng lúc này, một thanh trường thương cùng một thanh thiết chùy đột nhiên phá không tới, lập tức đi vào trước mặt hắn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên hàn quang, cổ sao xuất hiện, kiếm cũng trong chốc lát đổi thành huyết kiếm, kiếm vào vỏ, sau đó mạnh mẽ rút ra. Ông! Kiếm trong tay Dương Diệp bổ vào trường thương cùng thiết chùy, huyết kiếm cùng trường thương thiết chùy run lên kịch liệt, sau đó bị đánh bay, cánh tay Dương Diệp run lên, bị chấn bay rất ra ngoài. Mà thời điểm hắn vừa bay rất ra ngoài, không gian phía sau hắn khẽ run lên, sau đó một thanh dao găm cơ hồ trong suốt đâm vào phần gáy của hắn. Cùng lúc đó, 3 cổ khí thức kinh khủng đột nhiên đặt ở trên người hắn, trấn áp kiếm ý của hắn. 3 tên cường giả hư giả cảnh.
Thời khắc mấu chốt, U Linh Thuẫn xuất hiện ở sau gáy Dương Diệp, chặn lại dao găm. Keng! U Linh Thuẫn run lên kịch liệt. Tuy đại bộ phận lực lượng của dao găm đều bị U Linh Thuẫn ngăn trở, nhưng chấn lực cường đại vẫn để cho đầu Dương Diệp mê. Nguội, mà vào thời khắc này, một thanh trường thường trực tiếp xé rách không gian, đâm vào trước ngực của hắn. Dương Diệp không dám dùng U Linh Thuẫn che trường thương, bởi vì ở phía sau hắn, còn có một cường giả hư giả cảnh. Bành! Bị trường thương đâm trúng, thân thể của Dương Diệp run lên kịch. Liệt, cả người bị cỗ lực lượng này chấn liên tục lùi lại, bất quá thương cũng không có đâm thủng da của hắn, nhưng lại đánh rách làn da trước ngực. Mà lúc này, một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở đằng sau trường thương, sau đó một chưởng vỗ vào trường thương. Xùy mũ mũ! Trường thương trực tiếp chui vào trước ngực Dương Diệp, Dương Diệp cả người mang thương bay rất ra ngoài, mà ngay khi hắn vừa bay ra ngoài, một thanh dao găm đột nhiên lại xuất hiện ở phần gáy. Hắn, lúc này đây, uy lực của dao găm rõ ràng mạnh hơn vừa rồi, bởi vì những nơi dao găm đi qua, không gian bị xé nứt. Dương Diệp cắn đầu lưỡi, đau đớn làm cho đầu hắn lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều, phát giác được dao găm ở sau lưng đánh úp lại, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, U Linh Thuẫn ngăn cản, cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ cắm kiếm vào cổ sao, sau đó rút kiếm chém. Bởi vì một thanh thiết chùy mang theo ánh sáng chói mắt đã đi tới trước mặt của hắn, đê. Kiếm cùng thiết chùy chạm vào nhau. Oanh! Huyết kiếm cùng thiết chùy đồng thời run rẩy dữ dội, sau đó thiết chùy bị oanh bay, thiết chùy vừa BCI đánh bay, một lão giả áo đen đột nhiên đi tới trước mặt hắn, sau đó đối phương duỗi tay nắm chặt trường thương, mà lúc này, Dương Diệp cũng đột nhiên duỗi tay nắm chặt trường thương. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên nắm trường thương mạnh mẽ kéo vào người mình, mà thời điểm Dương Diệp nắm trường thương kéo tới, lão giả áo đen cũng nắm trường thương dùng sức cắm tới. Khi phát hiện Dương Diệp không phải ngăn cản trường thương, trái lại cắm vào người mình, sắc mặt của lão giả áo đen lập tức thay đổi. Thời điểm trường thương đâm thủng thân thể của Dương Diệp cũng mang theo một đạo kiếm khí huyết sắc chém xuống, đồng tử của lão giả áo đen bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lúc này, hắn căn bản không cách nào trốn tránh, cũng không kịp trốn tránh, chỉ có thể nhìn huyết kiếm bổ đến. Mà ở thời khắc mấu chốt này, một thanh dao găm đột nhiên đâm vào thân kiếm của Dương Diệp, cái này để cho kiếm lệch hướng, nguyên bản bổ về phía mi tâm của lão giả, bây giờ lại đánh vào vai phải. Xuy! Toàn bộ cánh tay phải của lão giả áo đen bay ra ngoài, trong chớp mắt, tay trái của lão giả cũng mạnh mẽ vỗ vào trước ngực Dương Diệp một chưởng. U Linh Thuẫn không có ngăn cản một chưởng này, bởi vì dao găm xuất hiện ở vị trí yết hầu của hắn. Keng! Bành! U Linh Thuẫn chặn dao găm, nhưng hắn lại bị lão giả chấn ra ngoài, lão giả áo xám nắm thiết chùy đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, sau đó thiết chùy mang theo uy áp cường đại nện xuống. Cùng lúc đó, lão giả trước kia bị Dương Diệp chặt đứt một tay, trong tay lại xuất hiện một thanh trường thương, sau đó hắn hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh, Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại đã đi tới trước mặt hắn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, kiếm ý niết bàn cảnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhưng kiếm ý niết bàn cảnh mới xuất hiện, đã bị khí thế của ba cường giả hư giả cảnh trấn áp. Không cách nào dùng kiếm ý niết bàn cảnh trấn áp đối phương, bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể ra chỉ kiếm ý đến kiếm trong tay, sau đó đâm một phát. Keng! Kiếm chùy chạm vào nhau, huyết kiếm run lên kịch liệt. Thiết chùy dạn nứt ra, sau đó lão giả nắm thiết chùy bị chấn bay hơn trăm trượng. Mà lúc này, trường thương của lão giả áo bào trắng đã đi tới trước mặt, lúc này Dương Diệp đã không kịp thu kiếm, bất quá hắn cũng nghĩ đến điểm ấy, thời điểm hắn vung kiếm, tay trái hắn đã thu cổ sao vào, sau đó nắm chặt thành quyền, một quyền oanh tới. Giới hạn. Lực lượng giới hạn. Lúc này nhục thể của hắn đã là kỷ nguyên cảnh, sau đó lực lượng giới hạn, uy lực kia sao mà khủng bố. Quyền vừa oanh lên mũi thương, trường thương ầm ầm nát bấy thành mảnh vụn, lực lượng cường oanh tới lão giả áo bào trắng. Thời điểm trường thương vỡ nát, đồng tử của lão giả áo bào trắng co lại, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, tay trái hóa trường, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện quyền mang, sau đó oanh tới nắm đấm của Dương Diệp. Oanh! Phốc phốc! Một tiếng nổ vang, lão giả áo bào trắng phun ra hai ngụm máu tươi, sau đó cả người bay đi ra ngoài. Mà thời điểm lão giả bay ra ngoài, phải nói ở lúc Dương Diệp ra quyền, một thanh dao găm đấm tới cặp mắt của hắn. Dương Diệp sớm có phòng bị, U Linh Thuẫn chắn lại dao găm,
nhưng thời điểm dao găm đâm vào U Linh Thuẫn, tóc gáy toàn thân Dương Diệp dựng đứng, theo bản năng hắn hơi lui về phía sau nửa bước. Ở dưới cằm, một tia máu tươi từ yết hầu tràn ra, bởi vì ở yết hầu, chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh dao găm vừa vặn đâm rách làn da ở yết hầu. Hai thanh dao găm. Nếu như không phải hắn lùi nửa bước, tránh thoát được dao găm, bằng không thì, dao găm cũng không phải đâm rách ra, mà là trực tiếp cắt đầu hắn xuống. Đối phương có thể phá phòng ngự của hắn. Ba tên hư giả cảnh đều có thể phá phòng ngự của hắn, mà chủ nhân của dao găm là cường đại nhất, bởi vì đến bây giờ, Dương Diệp còn không có chứng kiến thân ảnh của đối phương. Không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ, sau khi Dương Diệp chặn dao găm, chân phải mạnh mẽ đập mạnh hư không, sau đó cả người phóng lên trời, mà hắn vừa bay lên, một bàn tay khổng lồ từ phía chân trời ầm ầm rơi xuống. Dương Diệp không có đình chỉ, tay cầm huyết kiếm, cả người tản ra kiếm quang chói mắt. Xuy, kiếm đâm vào bàn tay khổng lồ, có chút dừng lại, sau một khắc, cả người Dương Diệp đâm xuyên qua bàn tay khổng lồ kia, rất nhanh, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào không gian trước mặt hắn, biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, lão giả áo đen cùng lão giả áo xám không có truy, thần sắc hai người ngưng trọng trước nay chưa có. Hồi lâu sau, lão giả áo đen trầm giọng nói. Tình báo sai lầm nghiêm trọng, kẻ này không phải thánh giả, mà là bán đế, nhục thể của hắn cũng không phải thần biến cảnh, mà là kỷ nguyên cảnh. Hẳn là ở kiếm thần cung lấy được kỳ ngộ. Lão giả áo xám trầm giọng nói. Người này với tư cách kiếm tu, cũng dám tiến về kiếm thần cung, hơn nữa có thể sống trở về. Không đúng, thân thể hắn quá cường hãn, hắn ở trên kiếm thần đảo có lẽ không dùng kiếm. Người này thật đúng là thiên phú dị bẩm, kiếm đạo cường đại thì cũng thôi đi, ngay cả thân thể cũng cường hãn như thế. Lão giả áo đen nhẹ gật đầu nói. Vốn cho rằng ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đối phó hắn là một bữa ăn sáng, không nghĩ tới. May mắn ba người chúng ta cùng đi, bằng không thì dưới tình huống đánh giá thấp thực lực của hắn, nói không chừng chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt. Lão giả áo xám nói. Nguyên gia ta bị giết một cường giả hư giả cảnh, tuy không dám xác định chính là hắn giết, nhưng chúng ta sao dám chủ quan, phải biết lúc trước lão gia hỏa diệt thế đạo kia đi ra, lại không có trở về. Ta vốn cho rằng phía sau hắn có người tương trợ, nhưng hiện tại. Xem ra, cường giả hư giả cảnh của chúng ta khả năng là chết trên tay hắn, kẻ này đã có thực lực giết cường giả hư giả cảnh. Sắc mặt hai người đều chìm xuống. Một gã bán đế có thực lực giết cường giả hư giả cảnh, cái này nghe quá không thể tưởng tượng, nếu như không phải bọn hắn tận mắt thấy thực lực của Dương Diệp, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin. Lão giả áo đen nói. Hiện tại người này đã có đề phòng. Chúng ta muốn giết hắn, chỉ sợ rất khó. Không bằng trực tiếp tiến về tận thế thành. Lão giả áo xám lắc đầu nói. Sở dĩ kiếm minh cường đại, toàn bộ là vì hắn, nếu như hắn chết, kiếm minh đối với chúng ta mà nói, trong nháy mắt liền diệt. Nếu như hắn bất tử, chúng ta diệt kiếm minh, để cho hắn không có nỗi lo về sau, đối với ẩn vực chúng ta mà nói, càng là một đại phiền toái. Ta nghĩ Dạ Gia ngươi khẳng định không hy vọng bị một yêu nghiệt từ một nơi bí mật gần đó nhằm vào. Còn nữa, Chu Kinh ta là muốn chia cắt kiếm minh, không phải muốn hủy diệt kiếm minh. Dùng ba người chúng ta, chỉ sợ khó giết được hắn. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Người này dùng kiếm là hư cấp, bảo bối phòng ngự cũng là hư cấp. Đặc biệt là bảo vật phòng ngự kia. Nói đến đây, hắn đột nhiên không nói. Bởi vì bảo vật phòng ngự kia là chí bảo của Nguyên gia. Sắc mặt lão giả áo xám âm trầm nói. Yên tâm, ta sẽ đích thân cầm lại. Nàng đâu? Lão giả áo đen bỗng nhiên nói. Lão giả áo xám nhìn lướt qua bốn phía nói. Hẳn là đuổi theo Dương Diệp rồi. Lão giả áo đen nhướng mày nói. Quá nóng lòng. Lão giả áo xám nói. Nàng ám sát chưa bao giờ thất bại, lần này thất thủ, tự nhiên sẽ gấp. Chúng ta bây giờ làm gì? Lão giả áo đen nói. Lão giả áo xám có chút trầm ngâm, sau đó nói. Người này thực lực không giống tầm thường, dùng ba người chúng ta, chỉ sợ khó có thể chu sát, truyền tin, để Thượng Nguyên Tông cùng với Lâm gia phái người đến. Nếu như năm tên hư giả cũng giết không được hắn, chúng ta liền đi tự sát a. Đi, đi viện trợ nàng, đừng cho Dương Diệp kia có cơ hội thở dốc. Thanh âm rơi xuống. Hai người biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài vài mười vạn dặm, Dương Diệp ngự kiếm rơi vào trong rừng rậm mênh mông,
nhìn vết thương trên người, sắc mặt Dương Diệp âm trầm, ba tên cường giả hư giả cảnh. Không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là ẩn vực phái tới. Hắn không nghĩ tới, ẩn vực đã động thủ, hơn nữa mục tiêu là hắn. Ba tên cường giả hư giả cảnh, đây là muốn tuyệt sát hắn a. Nếu như không phải hắn ở trong kiếm thần cung thực lực tăng lên, lúc này đây, hắn khả năng đã bị tuyệt sát rồi. Thật sự là xem trọng ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn có nghĩ qua ẩn vực sẽ phái người đến ám sát hắn, dù sao hắn là lão đại kiếm minh, chỉ cần hắn chết, kiếm minh sẽ sụp đổ, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương một lần liền phái ba tên cường giả hư giả cảnh. Giết một bán đế, phái ba tên cường giả hư giả cảnh. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người oanh ra một quyền. Bành! Một tiếng nổ vang, không gian trước mặt Dương Diệp run lên kịch liệt, rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, không gian ở trước mặt hắn 10 trượng đột nhiên nhúc nhích. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, khi phát hiện không có người khác, khóe miệng của hắn lập tức hiện ra vẻ dữ tợn. Một người cũng dám ra, gan người rất lớn a. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp hóa thành một tia máu biến mất ngay tại chỗ. Ba tên cường giả hư giả cảnh, hắn tự nhiên đánh không lại, nhưng nếu như chỉ có một, hắn cần sợ hãi sao? Đối chiến cường giả hư giả cảnh, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ, bởi vậy vừa ra tay là nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Hắn bây giờ là bán đế, thân thể lại tăng lên tới kỷ nguyên cảnh, bởi vậy nhất niệm thuấn sát bản trung cực uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh. Để cả người hắn biến thành một tia máu. Những nơi tia máu đi qua, không gian bị xé nứt ra, nhưng vì quá mảnh, bởi vậy vết nứt không gian kia cơ hồ nhìn không thấy. Trong thời gian ngắn, cả người Dương Diệp đi tới chỗ không gian nhúc nhích, kiếm trong tay hắn trực tiếp đâm vào vị trí kia. Keng! Dương Diệp cảm giác huyết kiếm của mình run lên kịch liệt, mà không gian trước mặt hắn cũng kích động. Đúng lúc này, một lưỡi dao mỏng như cánh ve chui ra, tốc độ của lưỡi dao cực nhanh. Trong chớp mắt liền đi tới huyệt thái dương của Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tâm niệm khẽ động, U Linh Thuẫn ngăn cản, mà bản thân hắn thì nắm lấy huyết kiếm mạnh mẽ bổ tới. Keng! Xùy! Lưỡi dao bị U Linh Thuẫn ngăn cản, không gian trước mặt Dương Diệp thì bị Dương Diệp bổ ra, rất nhanh, một người xuất hiện ở hơn 10 trượng, nhưng sắc mặt hắn ngưng trọng lên, bởi vì đối phương phảng phất như hư không tiêu thất. Vừa rồi một kiếm này, hoàn toàn là lãng phí huyền khí. Dương Diệp nhìn lướt qua chung quanh, không gian chung quanh bình tĩnh, hắn không có cảm nhận được bất luận khí tức gì, nhưng không hề nghi ngờ, đối phương khẳng định còn ở đây. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp đang chuẩn bị phóng thích kiếm ý niết bàn cảnh, nhưng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sau một khắc, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang chui vào không gian, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài vài chục vạn dặm. Dương Diệp vừa rời đi, lão giả áo đen cùng lão giả áo xám xuất hiện. Lão giả áo xám nhìn lướt qua trong chàng nói. Các hạ, kẻ này không chỉ kiếm đạo chắc tuyệt, thân thể càng đã đạt tới kỷ nguyên cảnh, trên người lại có hung kiếm hư cấp cùng với trí bảo phòng ngự hư cấp, thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực của các hạ, chỉ sợ là khó có thể đánh chết hắn, để tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, kính xin các hạ cùng chúng ta chung một chỗ phối hợp, đừng tự tiện. Nói đến đây, lão giả áo xám đột nhiên ngừng lại, sắc mặt hắn càng khó coi, bởi vì đối phương đã biến mất. Một bên, lão giả áo đen lắc đầu nói. Đừng tức giận, thiên sát các của bọn hắn đều như vậy. Lão giả áo xám âm thanh lạnh lùng nói. Gia hỏa tự cho là đúng. Mặc dù Dương Diệp kia chỉ là bán đế, nhưng nói không dễ nghe, thực lực của đối phương so với nàng ít nhất mạnh hơn rất nhiều, nàng một người tự tiện hành động, không cẩn thận, sẽ chết ở trên tay đối phương. Mà Dương Diệp kia lại biết luyện chế khôi lỗi, nếu để cho hắn luyện chế ra khôi lỗi hư giả cảnh, chúng ta muốn giết hắn, phải trả giá càng lớn. Lão giả áo đen trầm mặc một lát nói. Công phu ẩn nấp của Dương Diệp kia rất mạnh, chúng ta còn cần nàng hỗ trợ, bằng không thì, chúng ta khả năng ngay cả bóng dáng của Dương Diệp cũng tìm không thấy. Đi thôi, đuổi kịp nàng, đừng cho nàng một mình đối mặt Dương Diệp, bằng không thì nàng thật có khả năng bị phản sát. Chúng ta bây giờ tận lực kéo dài tới lúc Dạ Gia cùng người Thượng Nguyên Tông tới. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu, rất nhanh, hai người biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài vài chục vạn dặm, Dương Diệp mới từ trong không gian đi ra, sau một khắc, hắn lại hóa thành một đạo kiếm quang chui vào không gian trước mặt, mà thời điểm hắn biến mất,
không gian nhúc nhích, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ hắn trốn như thế nào, đối phương đều có thể đi theo hắn, cho dù hắn sử dụng kiếm vực ẩn nấp khí tức, đối phương y nguyên có thể đi theo. Hắn biết rõ, đối phương khẳng định dùng phương pháp gì khóa chặt hắn rồi. Hiện tại, hắn hoặc là đánh chết đối phương, hoặc nghĩ biện pháp thoát khỏi đối phương, bằng không thì tiếp tục như vậy, hắn sẽ càng ngày càng không ổn, bởi vì lúc trước chiến đấu cùng liên tục thi triển hư không toa kiếm thuật, đã để huyền khí của hắn còn thừa không có mấy, mà đối phương là hư giả cảnh, huyền khí khẳng định hơn hắn rất nhiều. Cho nên, hoặc là giết đối phương, hoặc nghĩ biện pháp thoát khỏi đối phương. Mà muốn giết đối phương, hắn nhất định phải sử dụng kiếm thần ấn tăng kiếm ý lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, bằng không thì hắn căn bản không có khả năng một kiếm miểu sát đối phương, mà nếu như không thể một kiếm miểu sát đối phương, hai lão giả khác khẳng định sẽ lập tức đuổi tới, khi đó, hắn đừng nói sát nhân, có thể chạy thoát hay không cũng là một vấn đề. Mà nếu như sử dụng kiếm thần ấn, liền ý nghĩa hắn nhất định phải một lần miểu sát ba tên cường giả hư giả cảnh, bởi vì nếu như không miểu sát toàn bộ đối phương, chờ hắn bị kiếm ý cắn trả, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Một lần miểu sát ba tên cường giả hư giả cảnh, coi như sử dụng kiếm thần ấn cũng không nhất định có thể làm được. Đây là cường giả hư giả cảnh, không phải đế giả. Sắc mặt Dương Diệp âm trầm, hiện tại, hắn đã không dùng hư không toa kiếm thuật, mà là ngự kiếm bỏ chạy bình thường. Không có biện pháp, hư không toa kiếm thuật quá tiêu hao huyền khí, lại dùng, huyền khí trong cơ thể hắn sẽ khô kiệt. Tuy hắn nuốt vào tử tinh thạch, nhưng tốc độ huyền khí khôi phục căn bản theo không kịp tốc độ hắn tiêu hao. Cho nên hắn cũng không dám dùng hư không toa kiếm thuật. Phải biết, U Linh Thuẫn cùng với thi triển kiếm ý cũng phải cần dùng huyền khí đến thúc dục, nếu như không có huyền khí, đối mặt một cường giả hư giả cảnh còn được, nhưng nếu như bị ba tên vây công, vậy thì thật sự sẽ xong đời. Chiến lại chiến không thắng, trốn cũng trốn không thoát, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Hắn ngược lại có nghĩ qua trở lại Kiếm Minh, để cho Hắc Phượng hỗ trợ, nhưng đưa ba người này đến Kiếm Minh, vậy đối với Kiếm Minh mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Cho nên, hắn chỉ có thể tự mình giải quyết. Nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt Dương Diệp quăng đến sơn mạch xa xa, không do dự, hắn tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong sơn mạch. Tiến vào sơn mạch, Dương Diệp cũng không có dừng lại, mà tiếp tục tăng thêm tốc độ, cùng lúc đó, kiếm ý niết bàn cảnh của hắn ở chung quanh hợp thành một bình chướng vô hình. Cường giả đi theo hắn kia thân pháp quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, hắn không dám khinh thường. Đúng lúc này, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co rụt lại, bởi vì ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao không phải bắn về phía hắn, mà bắn về phía hắn muốn tiến lên, nói cách khác, nếu như hắn tiếp tục đi tới, sẽ bị phi đao công kích. Phi đao này không phải muốn giết hắn, mà vì ngăn cản hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp không có dừng lại, mà tăng thêm tốc độ, bởi vì hắn đã điều khiển U Linh Thuẫn ngăn cản. Keng! Phi đao bị U Linh Thuẫn chấn bay, mà ngay một khắc này, Dương Diệp biến sắc, bởi vì không gian ở trước mặt hắn đột nhiên nhúc nhích, sau đó một thanh dao găm cắt về phía cổ họng hắn, tốc độ của dao găm rất nhanh, phải nói rất quỷ dị, bởi vì dao găm kia phảng phất như do không gian tạo thành, dễ dàng xuyên qua bình chướng kiếm ý của hắn, dao găm cũng không có phá vỡ kiếm ý niết bàn cảnh, mà trực tiếp xuyên qua bình chướng, phảng phất như kiếm ý của hắn không tồn tại. Đây không phải trọng điểm là hiện tại hắn mới hiểu được dụng ý chính thức của đối phương, dao găm của đối phương cũng không phải muốn ngăn cản hắn, mà muốn hấp dẫn U Linh Thuẫn của hắn, tựu như lúc này, U Linh Thuẫn của hắn căn bản không kịp ngăn cản dao găm. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng không kịp sử dụng kiếm đi ngăn cản dao găm, bởi vì dao găm của đối phương đã đi tới cổ họng của hắn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên quyết liệt, hắn không để ý dao găm, mà tay khẽ động, huyết kiếm đâm tới. Lấy mạng đổi mạng. Nhìn thấy Dương Diệp không có phòng ngự, mà dùng loại phương thức lấy mạng đổi mạng này, dao găm đã đến yết hầu Dương Diệp có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, dao găm tăng thêm tốc độ, trực tiếp cắt lên yết hầu của Dương Diệp. Xuy, xuy. Dương Diệp tự nhiên sẽ không cùng đối phương thật sự lấy mạng đổi mạng, thời điểm dao găm cắt phá làn da, bị cái cằm của hắn kẹp lấy, mà không gian ở trước mặt hắn lại kích xạ ra máu tươi. Mà đúng lúc này, thanh dao găm ở bên phải quỷ dị xuất hiện, dao găm trực tiếp đâm vào trước ngực hắn, Dương Diệp cũng không có để ý thanh dao găm này, huyết kiếm trong tay mạnh mẽ đâm một phát,
lại một tia máu tươi kích xạ ra, phải nói hai đạo, bởi vì trước ngực hắn cũng kích xạ ra một đạo máu tươi. Oanh! Sau một khắc, không gian ở trước mặt Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một cổ khí thế kinh khủng, trước mặt Dương Diệp cũng đột nhiên xuất hiện kiếm ý cùng khí thế kia chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn lui 10 trượng, mà không gian chỗ đó cũng dập dần lên. Dương Diệp không có để ý miệng vết thương ở yết hầu cùng trước ngực, hai tay nắm lấy huyết kiếm mạnh mẽ bổ tới. Dương Diệp xuất hiện ở ngoài 20 trượng, không gian phía sau hắn đều bị hắn bổ ra, nhưng lông mày hắn nhíu lại, bởi vì người thần bí kia lại không thấy rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn biết rõ, đối phương khẳng định không có rời đi, ngay ở địa phương nào đó nhìn xem hắn. Đáng tiếc chính là, hắn căn bản cảm thụ không đến khí tức của đối phương. Dương Diệp nuốt vào mấy viên tử tinh thạch, sau đó nói. Như thế nào, không dám chiến rồi hả? Ngươi đi ra cho ta. Hắn vừa nói xong, sắc mặt lập tức biến đổi, một thanh dao găm xuất hiện ở dưới chân, sau đó cắt về phía chân của hắn. Đối phương dĩ nhiên nằm ở trước mặt hắn. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, công phu ẩn nấp này, so với hắn còn lợi hại hơn. Dương Diệp không có để ý dao găm, mà hai tay cầm kiếm đâm xuống. Một chân đổi một mạng, hắn nguyện ý đổi. Một khi phòng ngự sẽ lâm vào bị động, cho nên hắn quyết không lâm vào bị động. Phòng ngự tốt nhất là tiến công. Đáng tiếc, đối phương không muốn đổi. Thời điểm nhìn thấy hắn không có phòng ngự, dao găm của đối phương lập tức cải biến, đâm vào trên kiếm của hắn. Bành! Một đạo khí lãng lan ra, Dương Diệp lui mấy trượng, mà dao găm lại không thấy rồi. Không có tiếp tục chiến đấu với đối phương, thân hình hắn khẽ động, lao về phía xa, mà đúng lúc này, đối phương lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó công kích. Dương Diệp nhíu mày, một kiếm chém ra, kiếm bổ vào trên dao găm của đối phương, hắn bị đẩy lui mấy trượng. Lúc này hắn hiểu được rồi, đối phương là muốn cuốn lấy hắn. Quả nhiên, hắn không nhúc nhích, đối phương liền không xuất thủ. Dương Diệp trầm mặc mấy tức, sau đó nhẹ gật đầu nói. Không phải là ba tên hư giả cảnh sao? Hôm nay ta sẽ không đi. Dương Diệp nói xong, lão giả áo đen cùng lão giả áo xám liền xuất hiện ở xa xa. Hắn là muốn đi, nhưng vấn đề là hiện tại hắn căn bản đi không được. Cho dù có thể đào tẩu, thoát được nhất thời, cũng trốn không thoát cả đời. Hơn nữa, chôn sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn càng ngày càng không xong, bởi vì ba người này đều là hư giả cảnh, huyền khí tuyệt đối dồi dào hơn hắn, tiếp tục trốn, huyền khí khô kiệt, khi đó hắn làm sao chống cự ba cường giả hư giả cảnh. Hiện tại chiến một trận, còn có cơ hội. Bởi vì lão giả áo đen cầm thương cùng sát thủ thần bí kia đều bị hắn trọng thương, đối phương vì truy hắn, cũng không có chữa thương, đặc biệt là sát thủ thần bí không biết giấu ở nơi nào kia, vừa rồi đối phương thật đã trúng một kiếm của hắn. Có thể nói, ba tên cường giả hư giả cảnh, hai gã đã trọng thương. Mà chính hắn, tuy trước kia cũng trọng thương, nhưng tốc độ chữa trị của hắn cực nhanh. Lúc này tổn thương trên người và trong cơ thể cơ bản đã được chữa trị 5-6 thành, đây chính là ưu thế của hắn, đương nhiên cũng là ưu thế duy nhất, bởi vì mặc dù hai người đối phương đều bị thương, nhưng đối phương còn có chiến lực, hơn nữa còn là ba người. Tóm lại, không có đường lui rồi. Tay phải Dương Diệp nắm chặt huyết kiếm, ánh mắt của hắn rơi vào trên người lão giả áo đen, còn lão giả cầm thương, lúc này đối phương chỉ còn lại một cánh tay, dùng thực lực của đối phương. Muốn khôi phục cánh tay tự nhiên cũng được, nhưng đó là bình thường, bị kiếm ý niết bàn cảnh chặt đứt, muốn khôi phục, không đơn giản như vậy. Sở dĩ ánh mắt rơi vào trên người lão giả áo đen, tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn cực kỳ tin tưởng tình cảnh hiện tại của mình, hắn căn bản không có khả năng cùng ba cường giả hư giả cảnh chiến quá lâu, cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng, mà muốn tốc chiến tốc thắng, phải trước giải quyết một người, lão giả áo đen bị thương tự nhiên là người chọn lựa tốt nhất. Hắn không có động thủ, hiện tại với hắn mà nói, có thể kéo liền kéo, bởi vì huyền khí trong cơ thể còn chưa đủ. Dương Diệp. Lão giả áo xám gắt gao nhìn Dương Diệp nói. Hai người nguyên gia của ta là ngươi giết. Dương Diệp nói. Xác thực là ta giết. Lão giả áo xám nhíu mày. Dương Diệp, nguyên gia ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi giết người nguyên gia ta? Trên mặt Dương Diệp hiện ra dáng tươi cười nói. Ngươi đoán đi. Sắc mặt lão giả áo xám âm trầm xuống, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ba vị, các ngươi có lẽ chính là ẩn vực gì a?
Làm sao ngươi biết ẩn vực chúng ta? Lão giả áo xám cau mày nói. Dương Diệp nói. Tự nhiên là có người nói cho ta biết, ba vị, ta ngược lại muốn hỏi một vấn đề, kiếm minh ta cùng ẩn vực các ngươi cũng không có ân oán gì nha. Đương nhiên, nguyên gia ta không nói, ta cùng bọn họ tầm đó có ân oán, bọn hắn muốn giết ta, không gì đáng trách. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả áo đen nói. Nhưng các hạ hẳn không phải người nguyên gia, còn có người núp trong bóng tối kia, có lẽ cũng không phải nguyên gia. Dương Diệp ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao các ngươi hạ sát thủ với ta? Lão giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cứ nói đi. Dương Diệp cười nói. Kiếm minh ta quật khởi, sau đó các ngươi không dung, là nguyên nhân này sao? Lão giả áo đen nói. Đã biết rõ, còn hỏi cái gì? Dương Diệp nói. Chỉ là muốn xác nhận thoáng một phát. Sau đó thì sao? Lão giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp nhún vai nói. Ta là người, không thích phiền toái, nhưng nếu như người khác muốn tìm ta phiền toái, ta cũng không sợ. Ẩn vực các ngươi đã coi kiếm minh ta là địch nhân, không có biện pháp, kiếm minh ta cũng chỉ có thể coi bọn ngươi là địch nhân rồi. Lão giả áo xám nói. Dương Diệp, chúng ta thừa nhận, ngươi xác thực là kỳ tài ngút trời, nếu để cho ngươi tiếp tục lớn mạnh, ngươi quả thật có thể uy hiếp được ẩn vực chúng ta, lúc này, ngươi đối với chúng ta cũng có uy hiếp. Nhưng dùng thực lực của ngươi bây giờ, còn có kiếm minh bây giờ, muốn đối kháng ẩn vực ta, chính là một chuyện cười, chúng ta không diệt kiếm minh, là muốn chia cắt kiếm minh, bằng không thì, muốn diệt kiếm minh, sự tình ngay lập tức. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta mang theo kiếm minh đầu hàng ẩn vực các ngươi, như thế nào? Nghe Dương Diệp nói, lão giả áo xám cùng áo đen sửng sốt, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đầu hàng. Dương Diệp muốn đầu hàng, muốn dẫn kiếm minh đầu hàng. Ngươi nói ngươi muốn đầu hàng. Lão giả áo xám hiển nhiên cho là mình nghe lầm, lập tức hỏi lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu, thần sắc chân thành nói. Hai vị, các ngươi cũng nhìn thấy, kiếm minh ta căn bản không có khả năng ngăn cản ẩn vực, năng lực cá nhân của ta lại mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tất cả cường giả hư giả cảnh của ẩn vực sao? Đối với ta cùng kiếm minh mà nói, nếu muốn sống, ngoại trừ đầu hàng không có lựa chọn khác rồi. Lão giả áo xám cùng lão giả áo đen nhìn nhau, bọn họ không nghĩ qua Dương Diệp sẽ đầu hàng, vì cái gì? Dương Diệp tốt xấu là một cường giả tuổi trẻ, lại là kiếm tu mạnh nhất đại lục, loại người này làm sao có thể không có ngạo khí? Đầu hàng, làm sao có thể, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Dương Diệp lại muốn đầu hàng. Đầu hàng, lão giả áo xám cùng lão giả áo đen kinh ngạc. Đồng thời trong nội tâm có thêm một tia khinh bỉ, tuy bọn hắn cùng Dương Diệp là địch nhân, nhưng đối với Dương Diệp vẫn còn có chút tôn kính, tuy Dương Diệp mới bán đế, nhưng thực lực của hắn đã vượt qua hư giả cảnh, bằng chừng ấy tuổi, đã có thực lực như vậy, cái này tự nhiên đáng giá người tôn kính. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp ngay cả ngông nghênh cũng không có, vì mạng sống, có thể đầu hàng. Khinh thị. Trong nội tâm hai người không chỉ khinh bỉ Dương Diệp, còn có một phần khinh thị. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Hai vị tiền bối, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Dương Diệp ta cũng không phải người không thức thời vụ. Ta đầu hàng có thể, nhưng ta có một yêu cầu. Lão giả áo xám nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Nói nghe một chút. Dương Diệp nói, kỳ thật, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía hai người nói. Không biết hai vị có thể đại biểu ấn vực hay không? Có thể. Lão giả áo xám nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Kỳ thật yêu cầu của ta vô cùng đơn giản, là các ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp muốn nói lại thôi. Lão giả áo xám cau mày nói. Dương Diệp, ngươi phải hiểu được tình cảnh của ngươi hiện tại, đừng cho ta yêu cầu gì hà khắc. Cẩn thận. Đúng lúc này, một âm thanh quát nhẹ vang lên. Thời điểm thanh âm vang lên, xa xa Dương Diệp đột nhiên biến mất. Sắc mặt lão giả áo xám đại biến, thiết chùy trong tay hắn cơ hồ là bản năng nện ra. Keng. C. Kiếm chùy chạm vào nhau, một tia lửa sáng chói bắn tung tóe ra, hai tay lão giả áo xám run lên kịch liệt, thiếu chút nữa làm cho cái búa trong tay chóc ra, bất qua hắn vẫn nắm chặt, nhưng cả người bị chấn lui hơn trăm trượng, Dương Diệp lại như giỏi trong xương, trong thời gian ngắn xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lại cầm kiếm bổ xuống. Đồng tử của lão giả áo xám co rụt lại,
hắn rất muốn tránh ra, nhưng vấn đề là mất đi tiên cơ, lúc này căn bản không cách nào trốn tránh, bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, lúc trước hắn lại buông lỏng đề phòng. Chỉ có thể đối bính. Sau khi tự thể nghiệm đến lực lượng khủng bố của Dương Diệp, hắn không dám có chút chủ quan, một tay cầm chùy biến thành hai tay cầm chùy, sau đó mạnh mẽ ngăn cản. Oanh! Thiết chùy nổ tung, lực lượng cường đại chấn hắn phun vài ngụm máu, sau đó cả người bay ra ngoài. Dương Diệp không có thừa thắng xông lên, bởi vì một thanh trường thương đã đâm đến, cùng lúc đó, một thanh dao găm cũng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau đầu hắn. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, U Linh Thuẫn ngăn cản dao găm, mà hắn thì trở tay một kiếm bổ tới trường thương. Keng keng! Hai âm thanh nổ tung vang lên, huyết kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt, nhưng trường thương lại bị đánh bay ra ngoài, Dương Diệp không có để ý người sau lưng, cũng không có quản lão giả áo đen, mà hóa thành một tia máu bổ tới lão giả áo xám. Nhìn thấy Dương Diệp công kích mình, lão giả áo xám biến sắc, bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, tay khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, hai tay nắm đao bổ một phát. Oanh! Kiếm đao chạm vào nhau, một đạo khí lãng khủng bố khuếch tán ra, ở dưới khí lãng, Dương Diệp cùng lão giả áo xám đều bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Dương Diệp vừa lui, một thanh trường thương đã phá không đến, lúc này đây, trong trường thương ẩn chứa lực lượng so với trước càng thêm kinh khủng. Dương Diệp không dùng U Linh Thuẫn ngăn cản, so sánh với lão giả áo đen, hắn càng kiêng kỵ sát thủ xuất quỷ nhập thần kia. Tay phải Dương Diệp xoay tròn, huyết kiếm đâm một phát. Huyết kiếm ra, huyết quang hiện. Oanh! Lão giả áo đen nắm trường thương bị chấn liên tiếp lui về phía sau, mà Dương Diệp thì bị chấn lùi lại, cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu. Trước kia cùng lão giả áo xám liều mạng hai kích, lúc bị đẩy lui, hắn còn chưa đứng vững, lại cường hành cùng lão giả áo đen đối bính một kích, tuy đẩy lui lão giả áo đen, nhưng hắn cũng bị tổn thương. Bất quá chút tổn thương ấy với hắn mà nói không coi là gì. Ngay thời điểm hắn vừa ổn định thân hình, không gian phía sau hắn bỗng nhúc nhích, một thanh dao găm chọc vào ót. Người thần bí căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Dương Diệp không có để ý cường giả thần bí ở sau lưng kia, mà nhìn về phía lão giả áo xám nói. Nguyên gia, Dương Diệp ta cùng các ngươi thể không lưỡng lập, dù toán chết, ta cũng muốn kéo lên ngươi, báo thù ngày đó. Âm thanh cứng rắn, một thanh dao găm bổ vào U Linh Thuẫn, dù dao găm không có phá vỡ U Linh Thuẫn, nhưng lực lượng cường đại trong đó lại chấn thân thể Dương Diệp run lên, nhưng chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đạp mạnh hư không, sau đó bắn mạnh tới lão giả áo xám. Xa xa, sau khi nghe Dương Diệp nói, lão giả áo xám ngây ngẩn cả người. Thề không lưỡng lập, chết cũng muốn kéo mình lên. Mối thù ngày đó, lão giả áo xám hoàn toàn phát mộng, nguyên gia cùng Dương Diệp có cửu oán, nhưng chết là người nguyên gia có được không? Chết cũng muốn kéo mình lên, giống như nguyên gia đã làm sự tình nhân thần cộng phẫn gì a? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn, hai tay của hắn nắm đại đao mạnh mẽ nhảy lên. Bành! Lão giả áo xám bị chấn liên tiếp lui về phía sau, lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên dán mi tâm nói. Nguyên gia lão cẩu, một kiếm giết ngươi. Thanh âm rơi xuống, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Cẩn thận! Xa xa, lão giả áo đen biến sắc, vội vàng nhắc nhở, sau đó cả người vọt về phía Dương Diệp, ai cũng nhìn ra Dương Diệp là muốn thi triển kiếm cường đại kỹ. Xa xa! Sắc mặt lão giả áo xám cũng ngưng trọng, sau đó tay phải vung lên, vô số huyền khí cháo xuất hiện ở chung quanh hắn, cùng lúc đó, không gian trước mặt hắn bắt đầu tầng tầng co rút lại. Đúng lúc này, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Đồng tử của lão giả áo xám co rụt lại, đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên một âm thanh kinh hãi. Dạ lão quái cẩn thận, mục tiêu của hắn là ngươi. Nghe vậy, lão giả áo đen hơi sững sờ, sau một khắc. Hai mắt hắn lập tức trợn lên, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Đồng tử của lão giả áo đen co rút, bởi vì hắn chứng kiến Dương Diệp hóa thành kiếm quang lao qua. Giờ phút này, hắn hiểu được, mục tiêu của Dương Diệp cũng không phải lão giả áo xám, mà là hắn. Trước kia hết thảy, kỳ thật là vì giờ khắc này. Hắn muốn tránh ra, những căn bản không được, bởi vì lúc trước hắn vì cứu lão giả áo xám, tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Loại tình huống này, làm sao có thể thoáng một phát dừng lại? Đương nhiên, cho hắn một chút thời gian tự nhiên là được, nhưng Dương Diệp căn bản sẽ không cho hắn thời gian,
mà lúc này, tốc độ của Dương Diệp cũng là cực hạn. Chỉ một cái chớp mắt, lão giả áo đen minh bạch, nếu muốn sống, chỉ có đối bính. Không thể buông tha, dũng giả sống. Trong mắt lão giả áo xám hiện lên một hung ác, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cuối cùng toàn bộ trào vào trường thương, sau đó mạnh mẽ đâm tới, nếu như cho hắn chút thời gian, hắn tự nhiên sẽ không dùng một kích bình thường như vậy, nhưng hiện tại hắn làm sao có thời giờ. Tốc độ của hai người đều đạt đến cực hạn, hai người cũng đều ra một kích toàn lực. Thời điểm lão giả áo xám ra thương, kiếm thần ấn phát sáng, trong chốc lát, huyết kiếm trên tay hắn lập tức run lên kịch liệt. Rất nhanh, thương kiếm chạm vào nhau. Xuy. Không có tiếng nổ, cũng không có bất kỳ động tĩnh lớn gì, ở trong ánh mắt kinh hãi của lão giả áo xám, kiếm trong hắt tay Dương Diệp trực tiếp đâm xuyên qua mũi thương của lão giả áo đen. Sau một khắc, thương trực bị chẻ thành hai nửa, Dương Diệp thì xuất hiện ở sau lưng lão giả áo đen. Thân thể lão giả áo đen cứng ngắc, hai mắt mở mịt. Kiếm thật nhanh. Thanh âm rơi xuống. Xuy. Một tia máu tươi như suối phun từ mi tâm của lão giả áo đen kích xạ ra, sau đó thân thể lão giả áo đen như bóng da xì hơi, vô số linh khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bất quá rất nhanh, tay phải Dương Diệp vung lên, thu thi thể của lão giả áo đen vào. Xa xa, lão giả áo xám kinh hãi nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ kinh hãi, còn có một tia kiêng kỵ. Giết hư giả cảnh. Bán đế giết hư giả. Tuy hắn biết Dương Diệp có thực lực giết cường giả hư giả cảnh, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn bị rung động. Hơn nữa, Dương Diệp là dưới tình huống dùng một địch ba giết hư giả cảnh, tuy dùng âm mưu quỷ kế, nhưng phải biết, bên bọn hắn là có ba tên hư giả cảnh A. Ba tên hư giả cảnh đối chiến một bán đế, còn bị phản giết một cường giả hư giả cảnh. Đây là yêu nghiệt gì? Trong nội tâm lão giả áo xám không có thoái ý, chỉ có sát ý, Dương Diệp phải chết, phải chết. Nếu như Dương Diệp bất tử, lại để cho hắn lớn lên, cái này chính là tai nạn của Nguyên gia. Xa xa, sau khi Dương Diệp thu thi thể lão giả áo đen vào, lấy ra mấy viên tử tinh thạch ném vào trong miệng, hắn nhìn về phía lão giả áo xám vẫn còn trong khiếp sợ, cười nói. Có phải thấy ta giết một gã hư giả cảnh, sau đó cảm thấy ta phải chết, bằng không thì ngày sau sẽ uy hiếp Nguyên gia ngươi đúng không? Tay phải lão giả áo xám nắm đao thật chặt, toàn bộ thần kinh hoàn toàn kéo căng lên. Hiện tại hắn không dám có chút chủ quan, bởi vì bên bọn hắn chỉ còn lại có hai người. Hiện tại hắn muốn làm không phải chiến, mà là kéo dài tới cường giả ẩn vực chạy đến. Dương Diệp cũng không có xuất thủ, nói giỡn, vừa rồi hắn thúc giục kiếm thần ấn, lại thi triển nhất niệm thuấn sát bản trung cực, huyền khí trong cơ thể chỉ còn lại không tới một thành. Hiện tại động thủ, ngoại trừ lãng phí huyền khí, thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì đối phương toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn muốn dùng nhất niệm thuấn sát đánh chết đối phương, một chút cũng không thực tế. Đây là yêu nghiệt gì? Trong nội tâm lão giả áo xám không có thoái ý, chỉ có sát ý, Dương Diệp phải chết, phải chết. Nếu như Dương Diệp bất tử, lại để cho hắn lớn lên, cái này chính là tai nạn của Nguyên gia. Xa xa, sau khi Dương Diệp thu thi thể lão giả áo đen vào, lấy ra mấy viên tử tinh thạch ném vào trong miệng, hắn nhìn về phía lão giả áo xám vẫn còn trong khiếp sợ, cười nói. Kiếm thật nhanh. Thanh âm rơi xuống. Xuy. Một tia máu tươi như suối phun từ mi tâm của lão giả áo đen kích xạ ra, sau đó thân thể lão giả áo đen như bóng da xì hơi, vô số linh khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bất quá rất nhanh, tay phải Dương Diệp vung lên, thu thi thể của lão giả áo đen vào. Xa xa, lão giả áo xám kinh hãi nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ kinh hãi, còn có một tia kiêng kỵ. Giết hư giả cảnh. Bán đế giết hư giả. Tuy hắn biết Dương Diệp có thực lực giết cường giả hư giả cảnh, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn bị rung động. Hơn nữa, Dương Diệp là dưới tình huống dùng một địch ba giết hư giả cảnh, tuy dùng âm mưu quỷ kế, nhưng phải biết, bên bọn hắn là có ba tên hư giả cảnh A. Ba tên hư giả cảnh đối chiến một bán đế, còn bị phản giết một cường giả hư giả cảnh. Đây là yêu nghiệt gì? Trong nội tâm lão giả áo xám không có thoái ý. Chỉ có sát ý, Dương Diệp phải chết, phải chết. Nếu như Dương Diệp bất tử, lại để cho hắn lớn lên, cái này chính là tai nạn của Nguyên gia. Xa xa, sau khi Dương Diệp thu thi thể lão giả áo đen vào, lấy ra mấy viên tử tinh thạch ném vào trong miệng, hắn nhìn về phía lão giả áo xám vẫn còn trong khiếp sợ, cười nói. Có phải thấy ta giết một gã hư giả cảnh,
sau đó cảm thấy ta phải chết, bằng không thì ngày sau sẽ uy hiếp Nguyên gia ngươi đúng không? Tay phải lão giả áo xám nắm đao thật chặt, toàn bộ thần kinh hoàn toàn kéo căng lên, hiện tại hắn không dám có chút chủ quan, bởi vì bên bọn hắn chỉ còn lại có hai người. Hiện tại hắn muốn làm không phải chiến, mà là kéo dài tới cường giả ẩn vực chạy đến. Dương Diệp cũng không có xuất thủ, nói giỡn, vừa rồi hắn thúc giục kiếm thần ấn, lại thi triển nhất niệm thuấn sát bản trung cực, huyền khí trong cơ thể chỉ còn lại không tới một thành, hiện tại động thủ, ngoại trừ lãng phí huyền khí, thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì đối phương toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn muốn dùng nhất niệm thuấn sát đánh chết đối phương, một chút cũng không thực tế. Hơn nữa, trước kia luân phiên kịch chiến, thân thể của hắn cũng bị tổn thương, tuy không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ. Kỳ thật, cái này nhờ có nhục thể của hắn, bởi vì thân thể hắn cường hãn, những cường giả hư giả cảnh kia công kích đều rất khó tạo thành chí mạng, tăng thêm năng lực khôi phục của hắn rất mạnh, có thể nói, trừ khi đối phương miểu sát hắn, hoặc là đánh hắn tàn phế, bằng không thì, dù ở trên người hắn chặt lên 100 kiếm, chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng, với hắn mà nói đều chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Bởi vì tốc độ chữa trị nhanh a, hơn nữa năng lực kháng đánh của hắn rất mạnh. Dương Diệp nắm huyết kiếm nhìn lão giả áo xám, không nói gì, lão giả áo xám cũng đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đề phòng, cũng không nói gì, ba người đều không nói lời nào, hào khí lập tức ngưng trọng lên. Hiện tại có điểm giống bình tĩnh trước bão táp. Thời gian từng điểm đi qua, ước chừng qua 15 phút, Dương Diệp đột nhiên nói. Các ngươi đã không ra tay, ta đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đứng lại. Lúc này, lão giả áo xám đột nhiên cả giận nói. Hắn làm sao có thể để cho Dương Diệp đi? Nếu Dương Diệp đi, là thật thả hổ về rừng. Dương Diệp dừng bước, sau một khắc, hắn quay người trực tiếp rút kiếm bổ tới. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ, khóe mắt lão giả áo xám nhảy dựng, bất quá hắn sớm có phòng bị, hai tay nắm lấy đại đao bổ một phát. Đao ra, một đạo đao khí tuyết trắng xé rách không gian, hung hăng đụng về phía Dương Diệp. Một đao kia uy lực cực lớn, hiển nhiên hắn tụ lực rất lâu. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, nắm kiếm bổ vào đao khí. Xuy, đao khí bị Dương Diệp chém thành hai nửa, mà lúc này, lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một thanh đại đao mang theo lực lượng không gì sánh kịp bổ xuống, cùng lúc đó, một thanh dao găm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này đây, Dương Diệp không để cho U Linh Thuẫn đi ngăn cản dao găm, U Linh Thuẫn xuất hiện ở đỉnh đầu, ngăn cản đại đao, mà bản thân hắn thì thân hình xoay chuyển, hai tay nắm lấy huyết kiếm trong tay mạnh mẽ bổ một phát. Xuy. Nhưng một kiếm này lại đánh không, bởi vì dao găm cùng thần bí nhân kia đã biến mất. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, hiện tại sát thủ thần bí kia học thông minh, một kích thất bại, lập tức biến mất, quyết không cùng hắn đối bính. Cũng phải. Đừng nói nhân loại, dù là yêu thú hư cấp cũng không dám cùng hắn đối bính, hiện tại hắn là thân thể kỷ nguyên cảnh thêm hung kiếm hư cấp. Một kiếm thất bại, Dương Diệp không có để ý đối phương, quay người công kích lão giả áo xám, nhưng khi hắn vừa xuất kiếm, dao găm lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, lần này dao găm không có cắt về phía đầu hắn, mà là phía sau lưng của hắn, hiển nhiên, vị trí này là đối phương cho rằng ra tay tốt nhất. Phát giác được dao găm ở sau lưng. Sắc mặt Dương Diệp triệt để âm trầm xuống, đây là âm hồn bất tàn a. Tuy khó chịu, nhưng hắn không dám khinh thị, lại càng không dám để cho thân thể mình đi ngạnh kháng dao găm của đối phương, tuy thân thể hắn cường hãn, nhưng người ta cũng không yếu, ít nhất có thể phá phòng ngự của hắn. Tâm niệm vừa động, U Linh Thuẫn xuất hiện ở sau lưng, chặn dao găm của đối phương. Bành! U Linh Thuẫn run lên kịch liệt, khóe miệng Dương Diệp tràn ra máu tươi. Tuy U Linh Thuẫn chặn công kích của đối phương, nhưng cái này không có nghĩa là hắn một chút việc cũng không có. Tuy U Linh Thuẫn mạnh, nhưng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở lực lượng của đối phương. Lúc này đây, chủ nhân dao găm không có rút đi, mà một đao lại một đao bổ vào U Linh Thuẫn. Lão giả áo xám cũng không nhàn rỗi, đại, đao như hạt mưa điên cuồng rơi đập. Hiển nhiên, lão giả áo xám cùng chủ nhân dao găm đều đánh ra hỏa khí rồi. Xác thực. Ba tên hư giả cảnh vây công một bán đế, không chỉ không thành công, ngược lại còn bị phản giết một gã, bất kể là lão giả áo xám hay chủ nhân dao găm, trong lòng đều vô cùng xấu hổ và giận dữ. Mà lúc này, hai người đều muốn hóa xấu hổ và giận dữ thành lửa giận. Dương Diệp so với hai người càng thêm nén giận, hắn chỉ là một bán đế,
mà đối phương lại phái tới ba cường giả hư giả cảnh giết hắn, ba hư giả cảnh A. Đây không phải đế giả, đây là hư giả cảnh, ba tên hư giả cảnh tập sát một bán đế. Đây là khi dễ người A. Nghĩ vậy, Dương Diệp nộ từ tâm ra, sau đó sử dụng đấu pháp xốc sức liều mạng, có thể dùng tổn thương đổi tổn thương, hắn sẽ không tránh né. Chiến không biết bao lâu, sơn mạch cùng với rất nhiều sơn phong bị ba người chiến đấu ảnh hưởng, chấn trở thành bột mịn. Lúc này bất kể là lão giả áo xám hay Dương Diệp, trên người cũng đã hiện đầy tổn thương. Nhưng lão giả áo xám kia nghiêm trọng hơn một ít, bởi vì một cánh tay của hắn đã không thấy. Mà Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào, mặc dù không có thiếu cánh tay gãy chân, nhưng ở trên người hắn lại có thêm vết đao rậm rạp chằng chịt, có vết đao rất nhỏ, cái này tự nhiên là dao găm gây ra, mà có vết đao lại rất lớn, đặc biệt là chỗ bả vai, vết đao sâu có thể thấy cốt, cái này tự nhiên là lão giả áo xám bổ ra. Lúc này, bất kể là lão giả áo xám hay người thần bí kia, đều sẽ không lựa chọn lùi bước, nói giỡn, lúc này ai lui trước, người đó liền triệt để lâm vào bị động. Đương nhiên, sở dĩ hai người lão giả áo xám không lùi là vì cường giả ẩn vực rất nhanh sẽ đến, chỉ cần bọn hắn kéo dài tới cường giả ẩn vực chạy đến, khi đó Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy bọn hắn cũng muốn liên thủ đánh chết Dương Diệp, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bản thân Dương Diệp là thân thể kỷ nguyên cảnh, lại có thần khí hư cấp phòng ngự, bọn hắn căn bản khó có thể đánh chết Dương Diệp. Kéo. Tuy Dương Diệp cũng giết đỏ cả mắt, nhưng đầu hắn thanh tỉnh, hắn tự nhiên biết rõ, tiếp tục như vậy, đối với hắn là rất bất lợi. Bởi vì hiện tại sở dĩ hắn còn có thể kháng, là vì trong cơ thể có hồng mông tử khí liên tục không ngừng chữa trị thân thể, sau đó hắn có thể dùng loại đấu pháp liều mạng này. Nhưng một khi sử dụng hết hồng mông tử khí, vậy hắn lại dùng loại đấu pháp này là tìm đường chết. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được, hai người này giống như đang kéo hắn, nghĩ vậy, hắn biết rõ, càng không thể tiếp tục như vậy. Bởi vì đối phương vô cùng có khả năng đã kêu cứu binh rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, sau một khắc, kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện ở chung quanh hắn, sau đó kiếm ý mạnh mẽ co rút lại. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng dùng Dương Diệp làm trung tâm mang tất cả ra. Khi cỗ lực lượng này xuất hiện, trong nội tâm lão giả áo xám hoảng hốt, tay nắm lấy đại đao bổ tới. Mà ở sau lưng Dương Diệp, một tiếng rên rỉ vang lên. Rất nhanh, tiếng rên rỉ này xuất hiện ở phía sau hơn hắn trăm trượng. Bành! Lão giả áo xám bị đánh bay ra ngoài, Dương Diệp không chút do dự, thân hình khẽ động, kích bắn về phía lão giả áo xám. Lão giả áo xám hoảng hốt, lúc này hắn đã không có dư lực gì, như thế nào ngăn cản Dương Diệp. Cũng may đúng lúc này, một thanh dao găm xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, nhưng Dương Diệp không dừng lại, bởi vì U Linh Thuẫn ngăn cản rồi. Thời điểm U Linh Thuẫn ngăn tại dao găm, một âm thanh xé gió vang lên, sau đó một mũi tên màu vàng không biết từ chỗ nào chui ra, trực tiếp bắn vào sau lưng Dương Diệp. Xùy! Một tia máu tươi kích xạ ra. Ha ha Dương Diệp, người đã xong. Xa xa, lão giả áo xám nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười phá lên. Bởi vì cường giả ẩn vực đã chạy đến, cường giả ẩn vực đã đến, mà lúc này Dương Diệp lại nỏ mạnh hết đà, ở trong mắt hắn xem ra. Lúc này thắng cục đã định. Đắc ý quá mức hắn cũng không có phát hiện, lúc này Dương Diệp căn bản không có dừng lại, như trước vọt tới. Ở trong mắt Dương Diệp chỉ có lạnh lùng, còn có một tia lệ khí. Rất nhanh, dáng tươi cười của lão giả áo xám cứng ngắt, bởi vì hắn cũng phát hiện Dương Diệp không có dừng lại, còn vọt tới nhanh hơn. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dương Diệp, trong nội tâm lão giả áo xám lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Trước kia tuy hắn kiêng kỵ Dương Diệp, nhưng không sợ hãi, bởi vậy đối mặt Dương Diệp điên cuồng, hắn y nguyên dám phản kích. Bởi vì hắn là cường giả hư giả cảnh. Mà bây giờ, hắn sợ hãi. Người trước mắt này, chính là một tên điên chính thức, tên điên không muốn sống. Giết! Thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên, sau đó hắn trực tiếp hóa thành một tơ máu biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng lão giả áo xám, thân thể cùng nụ cười trên mặt lão giả áo xám cứng ngắc lại. Mà thời điểm Dương Diệp mới xuất hiện ở sau lưng lão giả áo xám, lại một mũi tên lóe lên, chui vào trong thân thể Dương Diệp. Lúc này, ở trước ngực Dương Diệp cắm hai mũi tên. Không phải Dương Diệp không muốn ngăn cản, mà là lúc này, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, bởi vì lúc này lực chú ý đều tập trung ở trên người lão giả áo xám,
nếu như ngăn cản, liền ý nghĩa giết không được lão giả áo xám. Không có chút do dự, hắn quyết đoán lựa chọn đánh chết lão giả áo xám. Về phần U Linh Thuẫn, lúc này huyền khí của hắn đã không đủ để thúc giục U Linh Thuẫn rồi. Dương Diệp vung tay, thu thi thể lão giả áo xám vào, sau đó nhìn về phía xa xa, nhe răng cười nói. Ba cái, đã giết hai, lại đến hai cái, ta giết cả hai. Ở cách đó không xa, xuất hiện một lão giả hoa bào, còn có một trung niên lưng đeo trường cung. Nhìn trước ngực Dương Diệp cắm hai mũi tên, thần sắc hai người đều ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Sau khi thu được tin tức của đám người lão giả áo xám, trong nội tâm hai người bọn họ vẫn còn có chút khinh bỉ, bởi vì ba cường giả hư giả cảnh vây giết một bán đế, vậy mà còn chưa đủ, còn muốn ấn vực phải người ra. Dương Diệp là mạnh, nhưng mạnh cũng chỉ là một bán đế, một bản đế cường thịnh hơn nữa có thể cường đi nơi nào. Theo bọn hắn nghĩ, lão giả áo xám cùng lão giả áo đen cũng quá vô năng đi. Nhưng hiện tại, bọn hắn biết rõ, không phải lão giả áo xám cùng lão giả áo đen vô năng, mà là Dương Diệp xác thực quá kinh khủng. Một người đối chiến ba cường giả hư giả cảnh, không chỉ không bị giết, ngược lại còn phản giết hai cường giả hư giả cảnh, mà Dương Diệp mới bán đế. Khủng bố đã không đủ để hình dung Dương Diệp rồi. Đề phòng. Kiêng kỵ. Hai người thu hồi lòng khinh thị trước kia, bọn hắn đã hoàn toàn coi Dương Diệp trở thành cường giả cùng cấp bậc đối đãi. Lúc này Dương Diệp có thể nói là có chút thê thảm, trước ngực cắm hai mũi tên, trên người khắp nơi đều là vết đao, kể cả trên mặt cũng có không dưới 10 vết đao, đặc biệt là vết đao ở vai phải, vết đao này càng dễ làm người khác chú ý, bởi vì quá sâu, ngay cả xương cốt cũng có thể thấy, có thể nói, nếu như lại cắt xuống một chút, bả vai của hắn sẽ không còn. Giết hắn đi. Đúng lúc này, một thanh âm có chút suy yếu vang lên. Thanh âm là giọng nữ. Cũng là thanh âm Dương Diệp quen thuộc, đây chính là thanh âm của sát thủ thần bí kia, đối phương là nữ. Nghe được lời của đối phương, Dương Diệp nhíu mày, trong mắt sát ý thoáng hiện, trước kia kỳ thật hắn muốn giết nhất là nữ nhân này, bởi vì nữ nhân này có thể truy tung hắn. Hơn nữa đối phương là sát thủ, quá xuất quỷ nhập thần, thường xuyên ở thời khắc mấu chốt cho hắn một kích chí mạng, cái này để cho hắn cực kỳ căm tức. Nhưng không có biện pháp, nữ nhân này thân pháp quá quỷ dị, muốn giết nàng. Thật sự rất khó khăn. Bất quá cũng may, bây giờ nhìn bộ dạng của đối phương, hẳn là bị trọng thương, bằng không thì đối phương cũng không phải mở miệng, mà là trực tiếp động thủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên cùng lão giả áo xám, sau đó lại cảm thụ tình huống thân thể của mình thoáng một phát, rất nhanh, hắn tự minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Hắn hiện tại, thân thể bị trọng thương, vừa rồi nuốt vào tử tinh thạch còn chưa triệt để tiêu hóa, bởi vậy huyền khí trong cơ thể chưa tới một thành. Một thành này, ngay cả chữa thương cũng không đủ, chớ nói chi là dùng để chiến đấu. Liều mạng không được, chỉ có dùng trí. Nghĩ vậy, con mắt Dương Diệp xoay chuyển. Xa xa, lão giả áo xám cùng trung niên nhìn nhau, muốn xuất thủ, lúc này Dương Diệp đột nhiên thu kiếm vào, sau đó giơ hai tay lên nói. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Trung niên cùng lão giả áo xám nguyên bản muốn xuất thủ đều sững sờ, trong mắt hai người tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên. Hai người không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên làm như vậy. Hắn là kéo dài thời gian, giết hắn đi. Đúng lúc này, trong tràng lại vang lên thanh âm của sát thủ thần bí kia, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ. Nghe được nữ tử thần bí nói, sắc mặt của trung niên cùng lão giả áo xám chìm xuống, muốn động thủ, nhưng Dương Diệp lại nói. Hai vị, hiện tại bản thân ta bị trọng thương, huyền khí khô kiệt, dù cho ta một ngày cũng vô dụng, không phải sao? Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó vô cùng chân thành nói. Thật sự, ta đầu hàng, ta muốn sống. Trung niên cùng lão giả áo xám lại có chút do dự, thực lực Dương Diệp nghịch thiên như thế, kiếm minh kia cũng không tệ, nếu như hắn nguyện ý đầu hàng, ngược lại cũng không tệ a. Ngu xuẩn. Lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí lại vang lên. Hắn là kéo dài thời gian, năng lực khôi phục của hắn rất mạnh, nếu để cho hắn khôi phục thương thế. Lại đến hai người cũng khó giết hắn. Hiện tại hắn. Câm miệng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quát. Các hạ, không phải trước kia ta không cẩn thận nhìn thân thể ngươi sao? Ngươi có cần quyết đưa ta vào chỗ chết không? Ta và ngươi đối địch, cận thân giao thủ, xuân quang tiết ra ngoài là không thể tránh được. Ngươi vì chút sự tình này chết truy không thả, không khỏi quá mất phong phạm đi. Vô sỉ. Nữ tử thần bí quát,
Thanh âm lộ ra hàn khí, không khí trong sân hạ thấp rất nhiều. Trung niên cùng lão giả áo xám lại có chút mộng, cái này là tình huống gì a? Dương Diệp không có cho hai người cơ hội suy nghĩ, vội vàng nói. Hai vị, trước kia ta định đầu hàng, nhưng nàng này chết sống không cho, nếu như không phải nàng, sự tình căn bản không náo đến tình trạng này. Có thể nói, nếu như không phải nàng cản trở, hai vị kia căn bản sẽ không chết, ta cũng sẽ không trọng thương tàn phế, đều là lỗi của nàng. Ngươi thật muốn đầu hàng. Lúc này, lão giả hoa bào trầm giọng nói. Tự nhiên. Dương Diệp khẳng định nói. Hai vị, Dương Diệp ta vẫn có tự biết lấy mình, dùng thực lực của ta cùng Kiếm Minh, căn bản không cách nào đối kháng toàn bộ ẩn vực, ta rất rõ ràng, ta cùng Kiếm Minh nếu muốn sống, chỉ có đầu hàng. Ta không tin ngươi. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp nói. Ta không tin một kiếm tu có 102 đại lục sẽ không có cốt khí như vậy, càng không tin ngươi là một người tham sống sợ chết, sở dĩ ngươi nói nhiều như vậy. Kỳ thật mục đích là muốn kéo dài thời gian, đúng không? Lúc này, nam tử đeo trường cung đã kéo cung, mũi tên nhắm lấy Dương Diệp. Chớ có nói nhảm, trực tiếp động thủ. Lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí lại vang lên. Lão giả hoa bào nhíu mày, huyền khí trong cơ thể tuôn ra, muốn xuất thủ, lúc này Dương Diệp lại đột nhiên nói. Đã bị hai vị nhìn thấu, ta cũng không cần trang nữa. Nói xong, hắn lấy ra một thanh kiếm. Nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm, thần sắc của lão giả hoa bào cùng trung niên lập tức đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng Dương Diệp lại để kiếm ngang qua cổ họng của mình. Tự sát. Dương Diệp muốn tự sát. Lão giả hoa bào cùng trung niên ngây ngẩn cả người. Dương Diệp nhìn về phía lão giả hoa bào cùng trung niên nói. Hai vị, ta tự biết hôm nay đại nạn đã đến, Dương Diệp ta cũng coi như một đời nhân kiệt, không muốn chết ở trên tay người khác. Đợi sau khi ta chết, hy vọng có thể lưu lại toàn thây, mong hai vị thành toàn. Nếu như hai vị không đồng ý, ta liều chết cũng muốn kéo một người trong các ngươi đi theo. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Có thể. Nếu như Dương Diệp có thể tự sát, đối với bọn họ mà nói, kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn động thủ, tuy hiện tại Dương Diệp trọng thương, nhưng đúng là loại sắp chết phản công này mới đáng sợ nhất. Về phần lưu toàn thây, chỉ cần Dương Diệp chết, lưu hay không lưu, đó chính là sự tình của bọn họ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng đè xuống. Lão giả hoa bào cùng trung niên gắt gao nhìn Dương Diệp, hai người cũng không buông lỏng đề phòng, đều lên toàn bộ tinh thần, chỉ cần Dương Diệp hơi có dị động, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ. Lúc này, nữ tử thần bí kia cũng không có lên tiếng. Đều đang đợi Dương Diệp tự sát. Một tức đi qua, Dương Diệp không có động thủ. Hai tức đi qua, Dương Diệp còn không có động thủ. Rất nhanh, 10 tức đi qua, Dương Diệp như trước còn không có động thủ. Người động thủ ơi! Lúc này, lão giả hoa bào nhìn không được nói. Yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên mở to mắt nhìn về phía hai người lão giả hoa bào nói. Ta cải biến chủ ý, ta còn không muốn chết. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp quay người hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong không gian. Lão giả hoa bào cùng trung niên hóa đá. Vô sỉ. Sau khi phục hồi tinh thần lại, lão giả hoa bào tức đến thân thể run rẩy, trung niên kia cũng sắc mặt khó coi đến cực điểm, lúc này bọn hắn bị Dương Diệp đùa nghịch a. Truy. Lão giả hoa bào hung dữ nói. Truy như thế nào? Trung niên trầm giọng nói. Ngươi cảm ứng được khí tức của hắn sao? Sắc mặt lão giả hoa bào trầm xuống, sau đó nhìn lướt qua trong chàng nói. Các hạ, ngu xuẩn, nữ tử thần bí bỗng nhiên nói. Sắc mặt của lão giả hoa bào cùng trung niên càng thêm khó coi. Bất quá hai người lại không dám phản kích, nói giỡn, bọn hắn không dám đắc tội nữ nhân này, bọn hắn cũng không muốn mình bị một sát thủ hư giả cảnh mỗi ngày âm thầm nhìn xem. Lão giả hoa bào đè xuống lửa giận trong lòng nói. Các hạ. Lúc này nói những cái kia đã không có ý nghĩa, kính xin các hạ giúp chúng ta tìm Dương Diệp kia, bằng không thì, đợi thương thế hắn khôi phục, chúng ta muốn giết hắn chỉ sợ rất khó. Trầm mặc một lát, nữ tử thần bí nói. Đợi ta khôi phục một chút. Nói xong nàng lại nói. Thực lực người này, đã viễn siêu hư giả, coi như ba người chúng ta, chỉ sợ cũng khó có thể đánh chết hắn, các ngươi truyền lệnh về, để cho bọn hắn tiếp tục phái người đến.
còn muốn tiếp tục phái người. Lão giả hoa bào cau mày nói. Nói cho bọn hắn biết, không muốn tiễn đưa kinh nghiệm cho Dương Diệp, thì phái người đến. Ta đã báo cho Thiên Sát Các, nhất nhiều một canh giờ, người của Thiên Sát Các ta sẽ đến. Nữ tử thần bí nói. Còn nữa, nói cho bọn hắn biết, Dương Diệp bất tử, ngày sau ẩn vực tất diệt. Người này nếu đạt tới đế giả, thế gian này chỉ sợ không người có thể ngăn cản hắn, nếu như hắn đạt tới hư giả, các thế lực lớn trong ẩn vực các ngươi ở trước mặt hắn, là con sâu cái kiến. Lão giả hoa bào nhíu mày nói. Không nghiêm trọng như vậy à. Trợn to mắt của ngươi lên nhìn xem, hắn đã giết hai hư giả cảnh, mà hắn hiện tại mới bán đế, nếu ta không có thân pháp đặc thù, thì đã chết từ lâu. Nữ tử thần bí cả giận nói. Nói cho tất cả mọi người ở ẩn vực, người này là kiếm vô cực thứ hai, nếu để cho hắn lớn lên, ẩn vực chúng ta chờ chết đi. Nói cho bọn hắn biết, phát động toàn bộ lực lượng của nhân tộc ở ẩn vực đến đánh chết Dương Diệp, người này, phải chết. Nghe nữ tử thần bí nói, lão giả hoa bào cùng trung niên nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hãi, hiển nhiên, hai người không nghĩ tới nữ nhân này đánh giá Dương Diệp cao như vậy, càng không có nghĩ Dương Diệp đã có thể uy hiếp được toàn bộ ẩn vực. Tuy không phải hiện tại, nhưng đó cũng là uy hiếp a. Trầm mặc một lát, lão giả hoa bào nhẹ gật đầu nói. Ta sẽ nói rõ. Ngươi chỉ cần nói cho bọn hắn biết, người này là kiếm vô cực thứ hai, bọn hắn sẽ minh bạch. Nữ tử thần bí nói. Thiếu chút nữa đã chết a. Dương Diệp nằm trên mặt đất, nhìn phía chân trời, cảm thụ được trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể tổn thương, nhịn không được cảm thán một tiếng. Lúc này đây. Tuy hắn thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Huyền khí khô kiệt, trong ngoài thân thể trọng thương, đặc biệt là hai mũi tên trước ngực, hai mũi tên kia trực tiếp bắn thủng phổi của hắn, hiện tại hắn hô hấp thoáng một phát cũng cảm giác mình bị người dùng đao cắt toàn thân. Trừ đó ra, bởi vì lúc trước chiến quá lâu, quá khủng, thân thể hắn tiêu hao quá độ, lúc này. Tóm lại, lúc này đây thật sự bị đánh tàn rồi. Lúc trước hắn cũng không dùng tử khí chữa thương, vì cái gì? Không dám a, loại tình huống lúc đó, nếu như tử khí đều dùng để chữa thương, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, hơn nữa chút tử khí trước kia cũng căn bản không cách nào chữa trị. Thương thế của hắn, nếu như dùng để chữa thương, kết quả chính là tổn thương không lành, lại trốn không thoát. Chữa thương, phải chữa thương. Dương Diệp lấy ra một đống lớn tử tinh thạch, vừa ăn tử tinh thạch vừa để cho những tử tinh thạch kia tự cháy biến thành linh khí, sau đó hấp thu. Linh khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, sau đó đều bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, rất nhanh, một tia hồng mông tử khí từ trong vòng xoáy nhỏ chảy ra, cuối cùng theo kinh mạch của hắn tán đi các nơi, chữa trị tổn thương trong cơ thể hắn. Sau khi hồng mông tử khí xuất hiện, tổn thương trong cơ thể hắn nhanh chóng được chữa trị. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, giặc kệ những hồng mông tử khí kia chữa trị thân thể của hắn. Ẩn vực sẽ từ bỏ ý đồ sao? Trong nội tâm Dương Diệp tự hỏi, đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Đối phương ngay từ đầu liền phái ba tên cường giả hư giả cảnh tới giết hắn, cái này đã chứng minh đối phương là thật sự muốn tuyệt sát hắn, mà bây giờ, sau khi đối phương kiến thức đến thực lực cùng thiên phú của hắn, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát hắn. Không có người sẽ để cho đối thủ tiềm lực mạnh như vậy sống, coi như là hắn cũng sẽ không. Mà trải qua trận chiến trước kia, đối phương chắc chắn sẽ không còn lòng khinh thị. Cho nên sự tình liền phiền toái, bởi vì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lần này đối phương nhất định sẽ phái càng nhiều người, hoặc người càng mạnh hơn nữa đến tìm hắn. Cái này còn không phải phiền toái nhất chính là đối phương có thể tìm được tung tích của hắn. Hắn không biết đối phương rốt cuộc là dùng phương pháp gì chuẩn xác tìm được hắn, nhưng hắn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, hắn vĩnh viễn ở vào bị động. Ngay cả kiếm vực che giấu khí tức cũng không có tác dụng. Đối phương là làm sao làm được. Dương Diệp chau mày, hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, một là giết nữ nhân thần bí có thể truy tung hắn kia, hai là nghĩ biện pháp ẩn nấp khí tức của mình. Giết đối phương, điều này hiển nhiên không được, ít nhất hiện tại không được, bởi vì bên người đối phương có hai hư giả cảnh, hắn bây giờ trở về, là chui đầu vô lưới. Ẩn nấp khí tức của mình, kiếm vực ẩn nấp cũng không có tác dụng a. Đối phương tuyệt đối không có khả năng xem thấu kiếm vực. Nói cách khác, đối phương nhất định là dùng phương pháp đặc thù gì khóa chặt hắn, mà không phải dựa vào khí tức của hắn đến tập trung hắn. Mà phương pháp kia là phương pháp gì? Dương Diệp chau mày,
hồi tưởng đến trước kia cùng nữ tử thần bí giao thủ. Trầm tư hồi lâu, đột nhiên Dương Diệp mở mắt. Không gian! Không gian! Hắn cùng với đối phương giao thủ, căn bản nhìn không tới người của đối phương hoàn toàn cùng không gian dung làm một thể, là chân chính dung làm một thể, nói cách khác, đối phương ở phương diện không gian tạo nghệ khẳng định cực cao. Đây không phải trọng điểm là hắn di động hay làm cái gì, khẳng định sẽ ở trong không gian lưu lại dấu vết. Kiếm vực có thể ẩn nấp khí thức của hắn, nhưng những nơi hắn đi qua, không gian nhất định sẽ lưu lại chấn động, lấy tạo nghệ không gian của đối phương, vô cùng có khả năng có thể bằng vào chấn động này tìm kiếm được hắn. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn phía chân trời trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lập tức đứng lên, nếu như đối phương thật có thể bằng vào không gian tìm được hắn, như vậy nói cách khác, hiện tại vị trí của hắn đã bại lộ. Bây giờ thực lực của hắn không bằng đối phương, lại ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, tình cảnh này rất không ổn. Dương Diệp trầm mặc, ở trong kiếm vực, hết thảy không gian do ta khống chế. Đột nhiên, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Thời gian dần trôi qua, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia hưng phấn. Hắn bước về phía trước một bước, lập tức, không gian trong phương viên ngàn trượng đều bị kiếm vực của hắn bao phủ. Sau khi kiếm vực xuất hiện, phương viên ngàn trượng hết thảy hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù là một con kiến thật nhỏ, thậm chí vi sinh vật hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này đây, hắn không có cảm thụ chúng, mà là cảm thụ không gian. Không gian vốn là đồ vật trừu tượng, nhưng ở dưới hắn nghiêm túc cảm thụ, không gian trừu tượng biến thành lập thể, không gian là sự vật không có năng lượng, cũng là một sự vật rất khó dùng ngôn ngữ chuẩn xác biểu đạt ra. Nó giống như kiếm ý quả thật tồn tại, nhưng cần vật tham chiếu để chứng minh sự hiện hữu của nó. Đương nhiên, khi thực lực đạt tới nhất định, thì không cần bất kỳ vật gì để chứng minh sự hiện hữu của bọn nó rồi. Hắn có thể thi triển hư không toa kiếm thuật xuyên toa không gian, nhưng đó là xuyên toa. Chỉ là một khách qua đường trong không gian, mà không phải cùng không gian dung làm một thể. Hiện tại hắn cần phải làm là nếm thử cùng không gian dung làm một thể. Bởi vì chỉ có cùng không gian dung làm một thể, hắn có thể có không lưu lại dấu vết, bằng không thì, dù kiếm vực ẩn nấp cũng không có tác dụng. Dương Diệp là bán đế, bản thân đối với không gian có tạo nghệ nhất định, tăng thêm hắn biết hư không toa kiếm thuật, có thể tự do xuyên toa không gian, còn có kiếm vực khống chế không gian. Bởi vậy hắn muốn để cho mình cùng không gian dung làm một thể, không khó, bất quá cũng không có đơn giản như vậy. Còn có một phát hiện này làm cho Dương Diệp không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, lúc trước hắn có thể tìm ra nữ nhân thần bí kia, bởi vì chỉ cần hắn thi triển kiếm vực, chỉ cần đối phương ở trong kiếm vực, sẽ không chỗ nào che giấu. Mà hắn lại không làm, bất quá cái này cũng không trách hắn, đến bây giờ, kiếm vực hắn cơ bản đã sắp quên rồi. Bởi vì cơ hội dùng kiếm vực thật sự quá ít. Hiện tại, việc cấp bách của hắn là trước khôi phục huyền khí, chữa thương, sau đó hiểu được không gian huyền bí, luyện chế khôi lỗi hư giả cảnh. Hắn ngược lại muốn trước luyện chế khôi lỗi hư giả cảnh, nhưng luyện chế một khôi lỗi hư giả cảnh ít nhất cần 10 ngày nửa tháng, mà hắn hiện tại, thiếu nhất chính là cái gì? Thời gian. Hắn cần thời gian. Dương Diệp vừa nghiên cứu không gian huyền bí, vừa khôi phục huyền khí, cứ như vậy. Không sai biệt lắm qua nửa canh giờ, đột nhiên hắn biến sắc, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, cả người hóa thành kiếm quang chui vào không gian trước mặt. Sau khi Dương Diệp vừa đi không lâu, lão giả hoa bào cùng trung niên xuất hiện ở vị trí trước kia của Dương Diệp. Thương thế của hắn ít nhất khôi phục 3-4 thành. Nói chuyện không phải lão giả hoa bào, cũng không phải trung niên, mà là nữ nhân thần bí kia. Tuy thanh âm của nàng xuất hiện ở giữa sân, nhưng người nàng lại không có ở trong trang. Bất kể là lão giả hoa bào hay trung niên đều không thể cảm nhận được nàng ở nơi nào, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn kiêng kỵ nữ tử thần bí. Hắn bị thương nặng như vậy, có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục 3-4 thành. Lão giả hoa bào nhíu mày, trong thanh âm mang theo một tia nghi vấn. Khả năng không phải 3-4 thành, mà là 5-6 thành. Nữ tử thần bí trầm giọng nói. Người này đáng sợ nhất không phải kiếm của hắn, mà là năng lực khôi phục. Ta hoài nghi hắn là bất tử thể trong truyền thuyết, nếu quả thật, chúng ta phải một kích giết hắn, bằng không thì, chúng ta sẽ bị hắn kéo chết. Ba người chúng ta, chỉ sợ khó có thể một kích đánh chết hắn. Một bên, trung niên lưng đeo trường cung đạm mạc nói. Người này thân thể là kỳ nguyên cảnh, tương đương yêu thú hư cấp,
lại có nguyên gia trí bảo U Linh Thuẫn, dưới tình huống có huyền khí, ba người chúng ta liên thủ cũng không cách nào một kích đánh chết hắn. Hơn nữa, các hạ ngươi bây giờ bị trọng thương, chiến lực chưa đủ, chúng ta càng khó có thể đánh chết hắn, cho nên chúng ta muốn làm không phải giết hắn, mà là ngăn chặn hắn, tận lực đừng cho hắn thời gian khôi phục huyền khí cùng chữa thương. Nói có lý. Lão giả hoa bào nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Ẩn vực phái tới bao nhiêu người? Đại khái lúc nào đến? Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên hỏi. Lão giả hoa bào trầm giọng nói. Bao nhiêu người ta không hỏi, bất quá lần này dẫn đội chính là nguyên gia nguyên lão quái. Nghe vậy, trung niên nheo mắt nói. Nguyên gia nguyên lão quái. Lão giả hoa bào nhẹ gật đầu nói. Kỳ thật, một mình hắn đến là đủ, nhưng hắn còn mang người ra, hiển nhiên Dương Diệp đáng sợ để cho hắn động dung, hơn nữa không dám khinh thường. Đã có hắn gia nhập, hơn nữa còn mang người đến, tăng thêm chúng ta, còn có thiên sát các cũng phái người tới. Lúc này đây, nếu như Dương Diệp còn bất tử, vậy hắn cũng không phải tương đương kiếm vô cực, mà là kiếm vô cực cũng không bằng hắn rồi. Trung niên nói. Lão giả hoa bào khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía nói. Các hạ, đi thôi, đừng cho hắn quá nhiều thời gian thở dốc. Thương thế của ngươi còn chưa khôi phục, chỉ cần dẫn đường cho chúng ta là được. Dù sao chỉ cần ngươi che giấu, hắn cũng không làm gì được ngươi. Đi. Nữ tử thần bí nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, bất quá nàng lại lộ ra một tia khí tức, lão giả hoa bào cùng trung niên lập tức đi theo. Bên ngoài vài chục vạn dặm, Dương Diệp từ trong không gian chui ra, bất quá hắn lại lập tức hóa thành một đạo kiếm quang chui vào không gian trước mặt, cứ như vậy, liên tục thi triển ba lượt hư không toa kiếm thuật, hắn mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp vội vàng lấy tử tinh thạch nuốt vào, đang chuẩn bị tiếp tục trốn, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, nếu như hắn tiếp tục trốn như vậy, chính hợp đối phương, một khi viện quân của đối phương đuổi tới, khi đó chính là thời điểm hắn xong đời. Trầm ngâm mấy tức, hắn buông tha cho tiếp tục trốn. Lại qua mấy tức, không gian sau lưng Dương Diệp đột nhiên rung động, rất nhanh, lão giả hoa bào cùng trung niên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp đứng ở đàng xa. Không có tiếp tục trốn, lão giả hoa bào cùng trung niên đều sững sờ, rất nhanh, hai người lên toàn bộ tinh thần đề phòng, đối với Dương Diệp, bọn hắn cũng không dám có chút khinh thị cùng chủ quan. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người, hắn nhìn thoáng qua hai người lão giả hoa bào nói. Ta chờ các ngươi đã lâu rồi, đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên. Trầm ngâm mấy tức, hắn buông tha cho tiếp tục trốn. Lại qua mấy tức. Không gian sau lưng Dương Diệp đột nhiên rung động, rất nhanh, lão giả hoa bào cùng trung niên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp đứng ở đàng xa, không có tiếp tục trốn, lão giả hoa bào cùng trung niên đều sững sờ, rất nhanh, hai người lên toàn bộ tinh thần đề phòng, đối với Dương Diệp, bọn hắn cũng không dám có chút khinh thị cùng chủ quan. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người, hắn nhìn thoáng qua hai người lão giả hoa bào nói. Ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên. Lão giả hoa bào. Hắn lại muốn kéo dài thời gian. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của nữ tử thần bí. Nghe được nữ tử thần bí nói, lão giả hoa bào cùng trung niên nhìn nhau, sau một khắc, lão giả hoa bào duỗi tay phải ra, sau đó lòng bàn tay hướng lên, trong chốc lát, đỉnh đầu Dương Diệp thay đổi bất ngờ, một bàn tay khổng lồ lăng không thoáng hiện, sau khi bàn tay khổng lồ xuất hiện. Tay phải của lão giả hoa bào mạnh mẽ chúi xuống. Bàn tay khổng lồ lập tức rơi xuống, trong đó ẩn chứa uy áp cường đại, làm cho một tòa đại sơn phía dưới sụp xuống. Trung niên cũng không có nhàn rỗi, ở thời điểm lão giả hoa bào xuất thủ, hắn đã giương cung cái tên, thời điểm bàn tay rơi xuống, một mũi tên kích bắn ra. Mũi tên phá trời cao, không gian tê liệt, mũi tên chưa đến, khí thế cường đại liên chấn Dương Diệp lùi lại hai bước. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay khẽ nhúc nhích, kiếm nhập cô sao, rút kiếm, động tác liên tục. Tiếng kiếm minh vang vọng, kiếm khí phóng lên trời, đón nhận bàn tay khổng lồ. Mà lúc này, mũi tên đã đi tới trước mặt Dương Diệp, bất quá rất nhanh, U Linh Thuẫn xuất hiện ở trước mặt, mũi tên kích U Linh Thuẫn run lên kịch liệt, ở sau lưng U Linh Thuẫn, Dương Diệp bị cổ lực lượng cường đại này ảnh hưởng, chấn về sau hai bước, mà mũi tên cũng bị U Linh Thuẫn bắn bay. Oanh! Phía chân trời, kiếm khí cùng bàn tay khổng lồ chạm nhau, cả hai ầm ầm vỡ vụn, lập tức bộc phát ra thanh âm đinh tai nhức óc.
Thần sắc của lão giả hoa bào cùng trung niên ngưng trọng lên, cao thủ vừa ra tay đã bài kết có môn đạo, Dương Diệp dễ dàng hóa giải hai người bọn họ công kích như thế, cái này đã đủ để chứng minh thực lực của Dương Diệp. Biết rõ Dương Diệp thích kéo dài thời gian, lão giả hoa bào cùng trung niên đều không nói nhảm. Lão giả hoa bào dẫn đầu xuất thủ trước, tay phải hắn tìm tòi, sau đó nắm chặt thành quyền, quyền ngưng, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn tràn ra, cổ khí thế này cũng không có oanh về phía Dương Diệp, mà ngưng tụ thành một cự quyền cơ hồ trong suốt, cự quyền trực tiếp bao phủ lão giả hoa bào. Phá sát! Lão giả hoa bào nói xong, cả người cùng cự quyền mãnh liệt bắn ra, mục tiêu tự nhiên là Dương Diệp. Quyền chưa đến, Dương Diệp đã cảm giác được phảng phất như có mấy chục đại sơn nghiền áp tới, cho dù có kiếm ý niết bàn cảnh ngăn cản, hắn cũng cảm giác phảng phất như muốn hít thở không thông. Dương Diệp không dám khinh thị đối phương, có thể đạt tới hư giả cảnh, như thế nào là kẻ yếu. Thời điểm lão giả hoa bào xuất thủ, trung niên cũng đã dương cung bắn tên, một mũi tên mang theo cái đuôi màu vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, mục tiêu, đúng là giữa mi tâm của Dương Diệp. Nhìn khí thế giống như muốn xuyên thủng đầu hắn. Bất quá Dương Diệp không có để ý mũi tên này, bởi vì U Linh Thuẫn đã gánh lấy. Không có để ý mũi tên, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người lão giả hoa bào, trong mắt hàn mang lập lòe, kiếm vào vỏ, rút kiếm chém, kiếm khí phá không. Kiếm khí ra, không gian lập tức bị xé nứt. 300 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, 300 đạo điệp ra, là phạm vi mà hắn thân thể có thể thừa nhận được. Nếu như lại nhiều, thân thể hắn sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Keng, oanh, U Linh Thuẫn run rẩy dữ dội, Dương Diệp bị chấn liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn còn chưa dừng lại, một cổ khí lãng kinh khủng từ xa cuốn tới, bất quá cũng may, U Linh Thuẫn chặn cổ khí lãng này, nhưng hắn vẫn bị chấn run lên kịch liệt. Lui không sai biệt lắm mấy trượng, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đập mạnh hư không, sau đó cả người ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trung niên cùng lão giả hoa bào kia cũng bị khí lãng đẩy lui hơn 10 trượng. Đừng cho hắn bất luận cơ hội thở dốc gì. Đúng lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí đột nhiên vang lên. Thanh âm của nữ tử thần bí phảng phất như từ bốn phương tám hướng bay đến, có chút mờ ảo, làm cho không người nào có thể biết được chỗ ẩn thân chân thật của nàng. Nghe nữ tử thần bí nói, lão giả hoa bào cùng trung niên nhìn nhau, sau một khắc, hai tay lão giả hoa bào bắn ra, chất chồng cùng một chỗ. Lập tức toàn bộ không gian phía chân trời đột nhiên vặn vẹo, rất nhanh, hai bàn tay khổng lồ lăng không xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, hai bàn tay khổng lồ mới vừa xuất hiện liền chất chồng lên, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi về phía Dương Diệp. Thời điểm lão giả hoa bào xuất thủ, trung niên kia cũng lập tức xuất thủ, một mũi tên xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bất kể là lão giả hoa bào hay trung niên, cũng không có dùng toàn lực, bọn hắn muốn làm chính là ngăn chặn Dương Diệp. Tiêu hao Dương Diệp. Bởi vì bọn hắn biết, Dương Diệp cũng không dùng toàn lực, bất quá đây chính là kết quả bọn hắn muốn. Bởi vì Dương Diệp có thể đánh chết hai cường giả hư giả cảnh, như vậy khẳng định cũng có khả năng kích giết bọn hắn. Mà Dương Diệp không dốc sức liều mạng, chỉ cần người ẩn vực vừa đến, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong tràng, Dương Diệp nhíu mày, lúc này đây, kiếm của hắn không có vào vỏ, mà cầm kiếm dán ở trên mi tâm. Yên lặng một cái chớp mắt, U Linh Thuẫn khẽ run lên, sau đó bay ra ngoài, lúc này đây, U Linh Thuẫn nghênh đoán không phải mũi tên, mà là bàn tay khổng lồ của lão giả hoa bào. Bởi vì Dương Diệp không có để ý mũi tên kia, bởi vậy mũi tên trực tiếp chui vào trước ngực Dương Diệp, mà thời điểm mũi tên chui vào trước ngực Dương Diệp, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên trái hơn 10 trượng. Thời điểm Dương Diệp biến mất, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ không gian. Ngươi, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm kinh hãi của nữ tử thần bí, thanh âm vừa ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 96.